Dạ, xin chào các anh chị nghe em nói được Nghe không ạ? nghe rõ cô ạ, nghe rõ cô ạ. À, dạ vâng ạ, dạ. À, thưa anh chị, thì hôm nay thì chúng ta đi đến cái buổi thứ ba của chương trình đào tạo đợt 2 của Satasa. Thì sáng hôm nay chúng ta sẽ làm việc từ 9 giờ đến 11 giờ, bao gồm hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng và hướng dẫn nghiệp vụ bán hàng. À, mình sẽ đi sâu, chuyên sâu về hai nghiệp vụ này. Và trong quá trình đào tạo, nếu mà có câu hỏi vướng mắc gì thì anh chị cứ chat và vào Zoom giùm em nhé. Rồi để không mất thời gian của anh chị thì mình đi thẳng vào phần mềm luôn. Và anh chị cũng mở phần mềm để thực hành cùng em luôn. Dạ rồi, thưa anh chị, đây chính là giao diện của bản Academy 2022. Thì như buổi 2 thì em cũng có hướng dẫn anh chị một số cái thiết lập ở thanh chức năng ở bên trên, kiểm tra thông tin dữ liệu này, hay là chức năng xuất khẩu, nhập khẩu dữ liệu, rồi nhập khẩu từ Excel, hoặc cập nhật số dư từ dữ liệu từ năm trước, rồi đi thiết lập một số cái danh mục, rồi thiết lập một số tính năng trong cái phần hệ thống và tiện ích. Thì hôm nay chúng ta đi vào cái tính năng của phân hệ mua hàng và bán hàng. Vì sao mình đi phân hệ mua hàng bán hàng? Tại vì theo cái luồng mà em hay triển khai cho doanh nghiệp anh chị, thì khi mà doanh nghiệp mà mình phát sinh nghiệp vụ thì thông thường mình sẽ phát sinh đầu tiên ở phân hệ mua và bán. Đó có nghĩa là mình sẽ ghi nhận chi phí rồi ghi nhận doanh thu, rồi sau đó mình mới phát sinh tiếp các phân hệ khác như là quỹ tiền mặt hoặc là ngân hàng. Em sẽ đi trước phân hệ mua và bán cho anh chị. Đó là lý do mà em trong cái buổi thứ ba em đi vào hai phân hệ này trước. Ý nghĩa của phân hệ mua và bán thì như thế nào? Khi anh chị nhấn vào phân hệ mua hàng thì anh chị sẽ nhìn thấy đây là cái quy trình mua hàng ở một doanh nghiệp. Thì ý nghĩa của phân hệ mua hàng thì giúp cho chúng ta theo dõi được tất cả các đơn mua hàng hoặc hợp đồng mua, rồi chúng ta nhận hàng hóa dịch vụ về, hay là chúng ta nhận hóa đơn, rồi chúng ta có nghiệp vụ như là trả lại hàng mua hoặc là giảm giá và trả tiền nhà cung cấp, và cuối cùng chúng ta xem báo cáo. Anh chị hình dung đây chính là một cái luồng quy trình của một doanh nghiệp đó. Tuy nhiên anh chị lưu ý giùm em, thì trong quá trình mà em tư vấn thì sẽ có doanh nghiệp đi hết luồng này, nhưng mà có doanh nghiệp thì sẽ không có đơn mua hàng hoặc hợp đồng mua. Nhưng mà để cho anh chị nhìn rõ cái nhìn tổng thể đối với một cái doanh nghiệp mà bài bản từ thiết lập đơn mua hàng hoặc hợp đồng mua cho đến khi mình xem được tất cả các báo cáo thì em hy vọng là anh chị sẽ tiếp thu những cái kiến thức trong cái buổi hôm nay luôn. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn ra diện rộng của một doanh nghiệp đầy đủ các quy trình như thế này để chúng ta tiếp cận phần mềm. Đối với các anh chị ở đây, nào khi mà mình mới tiếp cận phần mềm hoặc là anh chị mới chuyển ngành thì khi mình vào phần mềm mình sẽ không biết là mình bắt đầu từ đâu đối với cái phần hệ mua hàng chẳng hạn, thì anh chị cứ mạnh dạn nhấn vào cái quy trình cho em nè. Tất cả các phân hệ đều có cái tab quy trình á, anh chị nhấn vào chữ quy trình thì anh chị sẽ biết được là mình sẽ làm việc như thế nào, cái luồng dữ liệu mình đi như thế nào. Thì anh chị cứ đi theo đúng cái luồng dữ liệu mà phần mềm nó đang viết quy trình cho mình á ha. Thì đầu tiên mình sẽ thiết lập đơn mua hàng. Trong cái bài tập mà em đưa cho anh chị có đơn mua hàng đấy đó, thì thông thường nha, đơn mua hàng thì sẽ có ở trong những doanh nghiệp như là họ có cái bộ phận mua hàng anh chị, và đơn mua hàng này họ có thể gửi cho bên nhà cung cấp, rồi từ đó bên nhà cung cấp họ kiểm tra đơn mua hàng, họ sẽ cung cấp hàng theo đơn mua, và kế toán của mình khi mà nhận hàng thì mình có thể kế thừa thẳng từ đơn mua hàng để mình lập chứng từ mua hàng luôn đó, và hợp đồng mua cũng tương tự như vậy đó. Thì anh chị hiểu như thế ha. Rồi có thể có doanh nghiệp thì không có bộ phận mà mua hàng thì mình bỏ qua phần này, thì mình sẽ đi thẳng vào nhận chứng từ nhận hàng hóa, thì mình lập cái chứng từ mua hàng luôn. Đầu tiên mình sẽ lập đơn mua hàng ở đây. Rồi vậy trong lần đầu tiên thì anh chị làm như thế nào, anh chị nhấn thêm cho em. Ở đây anh chị sẽ chọn thông tin nhà cung cấp nè, cung cấp hàng của mình là nhà cung cấp nào. Ở đây do là cái bài tập em gửi cho anh chị không có một thông tin mã số thuế, do đó khi anh chị chọn cái nhà cung cấp này nè thì anh chị sẽ không thấy được thông tin mã số thuế. Tuy nhiên thực tế hiện tại anh chị thấy phần mềm rất là thông minh, vậy là anh chị có thể gõ mã số thuế thì phần mềm sẽ đọc luôn dữ liệu của đối tượng này luôn, rồi anh chị diễn giải vào. Rồi ở đây anh chị lưu ý ha, nhân viên mua hàng là ai thì anh chị có thể chọn vào, còn nếu mình không có theo dõi thì mình bỏ qua. Rồi điều khoản thanh toán thì anh chị lưu ý cái phần điều khoản thanh toán, hôm trước em có hướng dẫn anh chị là điều khoản thanh toán là gì, thì ở trong cái phần danh mục khác nó có cái điều khoản thanh toán. Thì anh chị nhìn thấy ví dụ trong một cái hợp đồng mà anh chị mua bán với một cái đối tác nào đó thì có thông tin về điều khoản thanh toán, thì mình có thể là điều khoản thanh toán là công nợ hay là tiền mặt, và điều khoản thanh toán công nợ thì công nợ bao nhiêu ngày, thì trên phần mềm cho phép mình thiết lập. Và khi anh chị thiết lập mà anh chị có điều khoản thanh toán sẵn, anh chị nhấn vào chọn điều khoản thanh toán thì nó sẽ hiển thị luôn số ngày được nợ luôn theo điều khoản thanh toán. Đó là những ưu điểm của cái phần mềm mà anh chị hiểu được cái bản chất để mà mình biết được là doanh nghiệp mình có áp dụng hay không. Rồi ngày đơn hàng thì anh chị chọn cho em là ngày nào anh chị đặt hàng thì anh chị chọn vào cho em. Rồi số đơn hàng là số mấy anh chị chọn vào. Và tình trạng đơn hàng này là tình trạng chưa thực hiện nha, anh chị luôn luôn để chưa thực hiện cho em. Tại vì cái thời điểm này là anh chị mới chỉ đang làm cái đơn hàng thôi, chưa gửi đến nhà cung cấp hoặc là nhà cung cấp chưa chuyển hàng cho mình á, thì để cho em tình trạng là chưa thực hiện nha.
Rồi tiếp theo anh chị sẽ chọn thông tin mã hàng hóa. Những thông tin bên dưới thì khá là đơn giản và anh chị cũng làm hàng ngày rồi. Anh chị gõ thông tin ở đây cho em là số lượng đơn giá. Đây, số lượng bao nhiêu? Đơn giá bao nhiêu? Trong phần mềm thì anh chị lưu ý giùm em nha, ở phía trên bên trên nó có một cái nút này, như là nút tiện ích này. Thì anh chị lưu ý là cái đơn mua hàng này mình có thể lập từ đơn đặt hàng nha, hoặc lập từ lệnh sản xuất. Vì sao mà em nói lập từ đơn đặt hàng? Vì có thể là mình có một cái đơn đặt hàng của một cái khách hàng nào đó, và từ cái đơn đặt hàng đó đó mình sẽ đi mua hàng lại. Thì khi đó mình sẽ có thể kế thừa từ đơn đặt hàng. Anh chị lưu ý khai thác nhiều cái nút tiện ích này giùm em. Lập từ lệnh sản xuất là ví dụ mình có một cái lệnh sản xuất để sản xuất ra một cái lô hàng nào đó, thì mình có thể kế thừa từ lệnh sản xuất luôn để mình có thể lập cái đơn mua hàng luôn. Ngoài ra anh chị nhìn thấy cái mẫu bên cạnh này nè, anh chị trong quá trình anh chị làm á, tại vì hôm bữa em cũng có hỗ trợ một số anh chị trong group của mình, anh chị nhìn thấy khi mà chúng ta lập một cái chứng từ đúng không, thì ở bên dưới là cái tab hàng tiền này anh chị nè, thì nó sẽ có những cái cột hiển thị như là chiều dài, chiều rộng, chiều cao, bán kính, lượng, vân vân ấy. Và có thể có những cái cột mà chúng ta không thấy để chúng ta nhập dữ liệu ấy. Ví dụ như hôm bữa có một chị hỏi em là vì sao mà chị theo dõi khoảng một chi phí hoặc là một thu chi anh chị, mà chị theo dõi, chị khai báo danh mục xong rồi nhưng mà lập chứng từ chị không có nhìn thấy nó để mà chị khai báo cái khoản mục đó trong cái chứng từ mình lập. Để lưu ý giùm em cái nút mẫu ở trên này anh chị, làm là phục vụ cho anh chị làm cái việc đó. Anh chị bấm vào quản lý mẫu cho em, sau đó anh chị bấm chọn cái mẫu mà mình đang thiết lập ở bên dưới này, anh chị bấm sửa cho em nè. Rồi sau đó anh chị sẽ chọn cho em những cái cột nào mà mình không muốn hiển thị nữa thì mình tích bỏ cho em đi ha, bỏ đi. Có nghĩa là mình phải phù hợp với cái nhu cầu thực tế của công ty của mình á, tại vì phần mềm đóng gói mà nó sẽ đáp ứng diện rộng rất là nhiều công ty, nhưng mà đối với mô hình công ty của mình thì cái nhu cầu của mình tới đó thôi, mình sử dụng tới đó cho em thôi. Rồi mình cất, khi mình cất rồi mình bấm áp dụng cho em nhé. Đó, thì khi đó là cái giao diện hàng tiền của mình nó khá là đơn giản, dễ nhìn và nó đúng cái nhu cầu của mình thôi. Rồi sau khi mình khai báo xong cái đơn mua hàng này, anh chị lưu lại cho em. Rồi anh chị có thể in ở trên này nha, anh chị in ở trên này, chọn mẫu in ở trên này. Đó. Rồi ngoài ra chị có thể gửi email nha, hoặc là gửi Zalo cái đơn mua hàng này qua cho bên nhà cung cấp của mình nữa. Sau đó anh chị đóng giao diện lại thì anh chị sẽ có những cái đơn mua hàng như thế này. Tại đây này anh chị có thể quản lý được tất cả các đơn mua hàng anh chị đã lập, danh mục tất cả các đơn mua hàng đã lập. Rồi anh chị cố gắng khai thác những cái thanh chức năng ở trên như là thêm, bấm thêm thì thêm một đơn mua hàng, hoặc là ở đây mình có thể là nhân bản cái đơn mua hàng này thành một cái đơn mua hàng mới nè. Rồi xem đơn mua hàng hoặc là xóa đơn mua hàng, gửi email qua Zalo. Mình có thể mở thẳng đơn mua hàng để mình gửi email, hoặc là mình bấm ở đây gửi email. Rồi mình có thể xuất khẩu đơn mua hàng. Rồi, ngoài ra mình có thể dùng bộ lọc. Đúng không ạ? Dùng bộ lọc đây, từ ngày mấy đến ngày mấy thì mình bấm lấy dữ liệu để mình lọc tất cả các đơn mua hàng, hoặc là mình có thể dùng bộ lọc tại đây. Rồi tiếp theo mình click phải mình sẽ nhìn thấy được là cập nhật tình trạng đơn mua hàng này là chưa thực hiện hay đang thực hiện hoàn thành gì đấy. Và lập chứng từ mua hàng. Bước thứ hai ha, là khi mình có đơn mua hàng rồi, có một số doanh nghiệp là không thông qua hợp đồng mua. Có những đơn mua hàng có nghĩa là giá trị nhỏ, mình không cần làm hợp đồng mua hàng gì hết, mình lập luôn chứng từ mua hàng, thì mình có thể thực hiện tại đây, lập chứng từ mua hàng cho em. Hoặc là mình qua cái giao diện mua hàng hóa dịch vụ này này, mình lập chứng từ mua hàng cho em, thì tí nữa em sẽ nói cái tính năng đó sau. Đó, mình bấm đây mình lập chứng từ mua hàng thì hệ thống sẽ điều hướng anh chị sang một cái giao diện là lập chứng từ mua. Thì ở đây anh chị sẽ nhìn thấy ưu điểm gì? Hệ thống sẽ kế thừa luôn cái đơn mua hàng này, gắn tham chiếu cho anh chị luôn để sau này anh chị có thể tra cứu. Và anh chị lưu ý giùm em một điểm nha, rất là nhiều anh chị nhầm lẫn. Đơn mua hàng mình kế thừa dữ liệu nó khác với anh chị gắn tham chiếu. Có rất nhiều anh chị nói với em là Nhi ơi, vậy anh chị không gắn cái đơn mua hàng ở đây, không kế thừa gì hết, anh chị chỉ biết vào đây, anh chị nhấn vào đây rồi anh chị chọn cái chứng từ mua đó anh chị gắn vào được không? À, cái đơn mua hàng anh chị gắn vào được không? Thì lưu ý anh chị, nó sẽ khác nhau ấy. Khi anh chị kế thừa từ đơn mua hàng để anh chị lập chứng từ mua thì tất cả những cái thông tin bên dưới nó sẽ kế thừa hết, hoặc là thông tin bên trên nó sẽ kế thừa hết. Ở đây em gọi là thông tin chung và thông tin chi tiết nha. Thông tin ở phía trên gọi là thông tin chung, thông tin dưới tab hàng tiền gọi là thông tin chi tiết. Nếu anh chị lập chứng từ mua từ đơn mua hàng giống như em đang làm thì anh chị có thể kế thừa được nè, đơn mua hàng, và anh chị lấy hết toàn bộ thông tin nhà cung cấp, thông tin về hàng hóa, gắn luôn cái đơn mua hàng cho anh chị để nó xác nhận là tình trạng cái đơn mua hàng này là thực hiện hay là chưa thực hiện luôn. Tiếp theo là ngày hạch toán, anh chị chỉ cần sửa lại cho em thôi, anh chị nhận vào ngày nào thì anh chị gõ vào đây cho em là được. Rồi anh chị cũng lưu ý giùm em nha, tại cái phần giao diện của cái chứng từ mua này anh chị, nó cũng có rất là nhiều thông tin mà mình không có cần thiết sử dụng đến á, thì anh chị cũng nên tùy chỉnh ở phía bên trên giống em, giống như nãy em làm á, cái mẫu này nè,
quản lý mẫu á, để mà mình rút gọn cái giao diện. Với lại ở đây có những anh chị mà sử dụng cái bản Amix kế toán á, bản online ấy, thì thực ra là nó cũng khá tương đồng thôi. Rồi anh chị muốn tùy chỉnh mẫu thì anh chị cũng chấn vào ở bên trên rồi tùy chỉnh mẫu giống như em nè. Nhưng mà trong cái Amix kế toán nó không phải là cái chữ mẫu mà nó cái hình bánh răng bên góc phải ấy. Mình nên sử dụng một phần mềm thì mình hiểu chắc cái bản chất của nó, rồi xong rồi mình sử dụng các phần mềm khác cùng lại của Visa thì anh chị nhìn thấy nó cũng không khó dùng đâu, và nó cũng tương tương tự cách mà mình thao tác thôi, đúng không ạ? Rồi đây chính là cách mà mình lập chứng từ mua hàng kế từ từ đơn mua hàng nha. Rồi anh chị lưu ý giùm em, khi mà anh chị lập cái đơn mua hàng ở đây xong rồi ha, thì anh chị nhìn thấy là cái đơn mua hàng của mình tình trạng đã được cập nhật là hoàn thành luôn anh chị. Đây chính là cái tính năng mà rất là nhiều đơn vị hỏi em là anh chị có quản lý những cái đơn mua hàng thì làm sao anh chị có thể theo dõi cái đơn mua hàng đã thực hiện chưa, hoặc là số lượng đã cung cấp cho mình bao nhiêu so với cái số anh chị đã đặt đó, thì anh chị sử dụng chức năng này cho em nè. Đó thì lúc đầu anh chị thấy là khi em lập đơn mua hàng tình trạng của nó là chưa thực hiện, sau khi mà em nhận hàng rồi thì nó chuyển sang tình trạng hoàn thành. Và thậm chí là có những anh chị hỏi em là vậy anh chị muốn theo dõi là số lượng mà anh chị nhận hàng so với số lượng mà anh chị đặt á là bao nhiêu phần trăm rồi á, thì anh chị lưu ý phần mềm nó không thể hiện phần trăm, tuy nhiên nó sẽ thể hiện là đang thực hiện anh chị nha, đang thực hiện nha, lưu ý giùm em tình trạng đó là đang thực hiện á. Rồi mình chuyển sang tab hợp đồng mua, thì để mà làm hợp đồng mua em sẽ làm thêm một cái đơn mua hàng tiếp theo cho anh chị nhé. Để em chuyển hợp đồng mua nó sẽ có những cái tình huống phát sinh như thế này. Rồi mình chuyển qua tab hợp đồng mua cho em. Ở đây á, anh chị sẽ thấy là mình có thể lập và theo dõi các thông tin chi tiết của một hợp đồng như là thời gian, địa điểm nhận hàng, thời hạn thanh toán, số lượng đơn giá mua, thuế suất, chiết khấu và mua hàng của từng nhà cung cấp vân vân. Đó thì mình sẽ theo dõi được ở đây. Thì cách làm thì anh chị nhấn thêm ở đây cho em. Rồi anh chị sẽ khai báo cái hợp đồng mua, và anh chị lưu ý này, đối với hợp đồng mua á, thì họ sẽ cho mình chọn được từ đơn mua hàng nào, và lưu ý là đơn mua hàng chưa thực hiện anh chị. Đó, nếu mà trong công ty của mình cái quy trình mình có là từ đơn mua hàng cho đến hợp đồng mua hàng đó, thì mình sẽ làm luôn như thế này cho em này, thì tất cả thông tin hết nó đều kế thừa hết cho anh chị luôn. Từ thông tin chung, đây là thông tin về cái mặt hàng mà anh chị đặt ở trên đơn mua hàng á, đến thông tin về hàng hóa dịch vụ đó, nó sẽ theo dõi cho mình đầy đủ như thế này cho mình luôn. Thì anh chị chỉ cần bấm cất cho em thôi. Thì anh chị có một cái điểm lưu ý ở đây là đối với các anh chị sử dụng Amix kế toán hoặc là anh chị sử dụng bản này, thì Amix kế toán cái giao diện nó khác một chút là khi mà anh chị mở cái chứng từ này lên đúng không, thì bên dưới nó sẽ có cái tab những cái thông tin bên dưới á, là cho mình đính kèm tệp rồi đấy. Thì anh chị có thể sử dụng những cái tính năng đó của Amix kế toán, hoặc là đối với cái phần mềm của bản bản offline này, thì anh chị lưu ý ví dụ như cái hợp đồng mua hàng đúng không, anh chị có cái hợp đồng này thì anh chị nhìn thấy bên trên này có cái chữ đính kèm này này, thì anh chị có thể đính kèm tệp vào để cho em nha. Đó, đến kèm cái tệp vào, có thể anh chị scan cái bản hợp đồng hoặc là cái file gì đấy mà nó là bằng chứng cái việc mua hàng á, thì anh chị có thể đính kèm vào đây cho em. Anh chị nhấn thêm, rồi anh chị nhấn vào cái nút ba chấm này để mình tải tệp vào, rồi mình gõ cái tên tệp là cái gì, sau đó mình bấm cất thì nó sẽ đến vào đây để sau này anh chị dùng, anh chị tra cứu á. Rồi sau khi anh chị có hợp đồng mua hàng rồi thì anh chị chuyển sang cho em nhận hàng hóa, nó đúng theo luồng quy trình này luôn đó. Hợp đồng mua rồi thì chúng ta có thể nhận hàng hóa, thì nhận hàng hóa như hồi nãy em nói là mình có thể kế thừa từ hợp đồng mua hàng hoặc là đơn mua hàng luôn. Thì đối với cái đơn mua hàng em cũng đã làm một cái ví dụ về nhận hàng hóa rồi, thì bây giờ em sẽ làm một cái lập chứng từ nhận hàng mà có thể kế thừa từ đơn mua hoặc là từ hợp đồng mua luôn. Rồi anh chị nhấn vào đây. Rồi, anh chị bấm thêm cho em. Anh chị lưu ý giúp em đối với cái phân hệ mua này nè, đặc biệt là cái tab mua hàng này nè anh chị. Ở bên trên nó sẽ có nút tiện ích nè anh chị, rất là ít anh chị khai thác cái phần này, mình cố gắng khai thác phần mềm á ha, còn nghiệp vụ thì mình làm hàng ngày rồi, mình biết định khoản như thế nào rồi. Anh chị khai thác phần mềm bên trên cho em là lập từ đơn mua hàng, thì thao tác này anh chị này nó sẽ tương ứng với cái thao tác mà em đứng từ đơn mua hàng và em nhấn lập chứng từ mua, nó ngược nhau. Mình đứng từ chứng từ mua thì mình chọn đơn mua hàng, nhưng mình đứng từ đơn mua hàng thì mình sẽ lập chứng từ mua ha. Đó, em làm lại chỗ này, đơn mua hàng này anh chị click vào đây, anh chị click phải chứng từ mua hàng thì nó sẽ tương ứng với đứng tại đây, và anh chị thêm chứng từ mua hàng nhưng mà mình chọn kế thừa từ đơn mua hàng. Đó, mình lưu ý giúp em hai điểm này nha. Rồi tiếp theo là mình có thể là lập từ chứng từ bán hàng, có nghĩa là mình có sẵn một chứng từ bán hàng rồi thì mình lập chứng từ bán mình lập chứng từ mua hàng luôn, kế thừa từ chứng từ bán
nó tương tự như là lập từ đơn mua hàng mà kế thừa từ đơn đặt hàng ấy, rồi hoặc là nhập từ hóa đơn điện tử. Rồi em ví dụ ở đây em sẽ lập từ đơn mua hàng. Rồi hệ thống nó sẽ cho mình hỏi là cái đơn mua hàng ở đâu nè. Rồi anh chị sẽ tích vào đây để anh chị kế thừa cái đơn mua hàng cho em luôn. Rồi anh chị sẽ kế thừa toàn bộ thông tin y chang như cái nghiệp vụ ban đầu mà em làm ấy. Rồi thứ hai nữa là anh chị có thể lập được từ chứng từ bán hoặc là nhập từ hóa đơn điện tử, thì ở đây rất là nhiều anh chị sẽ quan tâm cái phần này. Lưu ý giùm em nha. Bây giờ anh chị thấy là theo thống kê của cơ quan thuế, anh chị là hiện tại là 100% số lượng doanh nghiệp đã chuyển đổi sang hóa đơn điện tử rồi, thì chắc chắn là anh chị sẽ phải sử dụng cái tính năng đó là khá là nhiều. Tại vì đầu vào của mình phần lớn là hóa đơn điện tử và đầu ra mình cũng sử dụng hóa đơn điện tử, thì các khách hàng của mình người ta cũng sẽ sử dụng chức năng này giống như mình. Nên anh chị lưu ý đối với những anh chị nào mà cái tờ hóa đơn á, mà mình nhận á, được phát hành từ phần mềm hóa đơn điện tử của Misa là MiInvoice, thì anh chị có thể sử dụng cả hai chức năng, hoặc là anh chị lấy cái file XML mà anh chị tải về về máy của mình á, anh chị đẩy vào phần mềm, hoặc là cách thứ hai anh chị chọn mã số tra cứu. Đây là đối với những cái doanh nghiệp nào mà mình đang nhận hóa đơn đầu vào mà phần lớn là xuất được từ phần mềm kế toán Misa, từ phần mềm hóa đơn điện tử của Misa á, thì anh chị sẽ sử dụng một trong hai chức năng này đều được. Nhưng mà thói quen của em á, thì em thường sử dụng từ mã số tra cứu nếu cái tờ hóa đơn đầu vào của em là xuất từ Misa. Em chỉ cần nhập mã số tra cứu vào thôi thì hệ thống nó sẽ tự động nhận diện thông tin luôn để nó ráp vào phần mềm cho mình. Còn các anh chị nào mà mình sử dụng mình nhận hóa đơn đầu vào mà từ các nhà cung cấp khác như là Viettel, BKV, Easy Invoice, Thái Sơn hoặc là những nhà cung cấp khác, thì em thấy phần lớn em test dữ liệu á, là em nhìn thấy nha là 100% á, là em nhận được cái hóa đơn đầu vào của một số nhà cung cấp, mà phần lớn anh chị thấy là hiện tại là hóa đơn đầu vào phần lớn là nhà cung cấp lớn không à. Thì khi mà em lưu file email về thì em bấm chọn tệp á, thì hệ thống nó sẽ tự động đọc dữ liệu luôn. Thì em làm một cái ví dụ cho anh chị nha. Em nhận hóa đơn đầu vào được xuất từ phần mềm Minvoi, thì em nhập cái mã số tra cứu vào đây, anh chị bấm đồng ý. Rồi anh chị sẽ nhìn thấy là phần mềm tự đọc thông tin cho mình luôn. Rồi bây giờ nó sẽ có vấn đề phát sinh là đối tượng này mình chưa từng thêm vào phần mềm và mã hàng này mình cũng chưa từng thêm vào phần mềm, thì mình phải làm sao? Anh chị chỉ cần nấn vào dấu cộng cho em thôi. Rồi hệ thống tự đọc thông tin mã số thuế, tên và địa chỉ cho anh chị luôn. Anh chị chỉ cần nhấn cất thôi. Tiếp theo thông tin về mã hàng bên dưới cũng chưa có mã hàng. Lưu ý là phần mềm nhận diện theo mã, anh chị bắt buộc phải có mã. Anh chị nhấn vào đây, nhấn vào dấu cộng cho em. Hệ thống sẽ tự nhận diện luôn, ráp mã cho anh chị luôn, tên luôn. Và bên dưới anh chị chỉ cần chọn một số thông tin ngầm định là xong. Nếu trong trường hợp anh chị muốn thay đổi cái mã này thì anh chị thay đổi lại cho em. Còn không thì anh chị, thông thường thì phần mềm nó sẽ tăng dần á, thì anh chị để cho phần mềm nó nhận diện rồi nó tăng dần, rồi anh chị bấm cấp lại. Rồi như vậy là anh chị đã thêm một chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử. Còn trong trường hợp là anh chị nhận cái hóa đơn đầu vào xuất cửa nhà cung cấp khác á, hay là của Misa chẳng hạn, anh chị cũng có thể làm bằng cách là tải file XML về, sau đó mình bấm chọn tệp rồi mình chọn đến cái file XML kia ha. Thì ở đây em chỉ làm một ví dụ này thôi. Rồi quay ngược lại cái phần hồi nãy em có nói trong cái đơn mua hàng, anh chị em nói là trong trường hợp mà mình lập chứng từ mua kế thừa từ đơn mua hàng thì nó khác gì so với việc là anh chị nhấn vào đây để mà mình chọn tham chiếu, nó khác nhau anh chị nha. Khi anh chị lập chứng từ mua từ đơn mua hàng, nó sẽ ghi nhận cái đơn mua hàng đó tình trạng là hoàn thành hay chưa hoàn thành. Còn nếu mà anh chị lập chứng từ mua hàng độc lập giống như em đang làm, và anh chị gắn tham chiếu để gắn cái đơn mua hàng vào, thì ở bên góc phải này anh chị này, nó sẽ không gắn cái đơn mua hàng cho anh chị đâu. Đây anh chị nhìn thấy không? Nó sẽ không gắn ở đây. Anh chị lưu ý giùm em nè, cái tình trạng của đơn mua hàng nó sẽ hiểu dữ liệu từ đây anh chị, chứ nó không hiểu dữ liệu từ trên này đâu. Nó hiểu ở đây nè. Đó, nên chị lưu ý giùm em, anh chị gắn tham chiếu vào. Thì cái việc gắn tham chiếu này nó chỉ là một cái bằng chứng để sau này anh chị đối chiếu dữ liệu thôi. Đối chiếu cái chứng từ này, ví dụ như có trong công ty của mình có ai hỏi là ở cái chứng từ mua này hồi trước mà mình lập từ cái đơn mua hàng nào vậy à? Là anh chị có thể thấy được cái tham chiếu là cái đơn mua hàng này. Đó, nhưng mà anh chị không có cập nhật được cái đơn mua hàng tự động, được là nó cập nhật trạng thái hoàn thành cái đơn mua hàng hay không á, là cái phần đó nó sẽ cập nhật dữ liệu từ đây này đó. Nên anh chị lưu ý, rất là nhiều anh chị nhầm lẫn là mình thao tác vào đây rồi mình gắn tham chiếu, mình tưởng là nó giống với cái thao tác là mình lập chứng từ mua hàng từ từ đơn mua hàng, nó khác nhau nha anh chị. Anh chị lưu ý để anh chị phân biệt vì sao mà mình cũng làm như vậy, mình cũng có cái tham chiếu mà bạn kia cũng cũng kế toán giống mình, bạn cũng gắn tham chiếu,
Nhưng mà tham chiếu của bạn thì nó cập nhật được cái tình trạng đơn mua hàng, do là các bạn, cái thao tác của bạn làm khác với mình rồi. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ có một cái tình huống nữa anh chị, là mình lập chứng từ mua mà mình chưa nhận hóa đơn. Lập chứng từ mua chưa nhận hóa đơn đúng không ạ? Thì mình thêm một chứng từ mua như vậy nè. Và ở thông tin bên trên thì mình sẽ xác định lại là mình mua trong nước nhập kho, hay là mua không qua kho, hay là mua nhập khẩu vân vân, thì mình sẽ xác định lại. Thì cái phần hồi nãy em cũng chưa nói kỹ phần này với anh chị. Anh chị sẽ xác định là nhập mua hàng trong nước nhập kho hay là không qua kho. Rồi, thì ngữ cảnh là mua hàng trong nước nhập kho là gì? Thì khi mà chúng ta cần quản lý hàng trong kho thì chúng ta sử dụng mua hàng trong nước nhập kho. Còn mua hàng trong nước không qua kho có nghĩa là chúng ta đưa thẳng vào công trình sử dụng, hoặc là chúng ta mua hàng về chúng ta sử dụng ngay. Hay hoặc là chúng ta mua về chúng ta sản xuất ngay thì chúng ta mua hàng trong nước không qua kho. Còn mua hàng nhập khẩu thì chúng ta nhập khẩu thôi, mua hàng nhập khẩu. Rồi bây giờ em làm một ví dụ là mua hàng trong nước nhập kho. Rồi tiếp theo là anh chị sẽ xác định cho em là công nợ hay là thanh toán ngay. Rồi nhận kèm hóa đơn hay là không kèm hóa đơn. Thì cái nghiệp vụ hồi nãy em đã hướng dẫn anh chị là có nhận hóa đơn rồi, thì cái nghiệp vụ này em không kèm hóa đơn. Thì mình hình dung là hàng về trước hóa đơn về sau đó. Hay là nghiệp vụ là nhà cung cấp người ta gom chứng từ, người ta xuất một tờ hóa đơn đó. Đó, là mình sẽ xảy ra trong ngữ cảnh đó thì mình sẽ là không kèm hóa đơn đúng không ạ? Rồi tiếp theo mình chọn thông tin nhà cung cấp. Thì cái phần này này có một anh chị trong group mình cũng hỏi em rồi á, là ví dụ như chi phí á, có nghĩa là mình mua dịch vụ hoặc là mua hàng hóa từ tháng 9 nhưng mà tháng 10 mình mới nhận hóa đơn, nó chính là nghiệp vụ này nha anh chị. Đó, thì tất nhiên trong tháng 9 mình đã mua dịch vụ hoặc là mua hàng á, thì mình sẽ ghi nhận chi phí trong tháng 9. Nhưng mà qua tháng 10 nè, mình sẽ nhận hóa đơn để mình ghi nhận cái phần phần hóa đơn giá trị gia tăng á, cái phần VT á, và một phần công nợ tương ứng với phần VT đấy. Thì ở đây mình sẽ là không kèm hóa đơn. Rồi thì tất nhiên nếu mà mình không kèm hóa đơn á, thì bên trên này anh chị nè, mình không có hóa đơn để mình nhập đâu, đúng không ạ? Thì mình không có sử dụng chức năng này đối với trong trường hợp không kèm hóa đơn nha. Còn nếu không có hóa đơn rồi thì tất nhiên là lô hàng này không hóa đơn. Thì thông thường em gặp trường hợp này đối với những cái doanh nghiệp mà làm về chăn nuôi, rồi doanh nghiệp mà làm về đóng gói rau củ quả mua của nông dân, các hộ nông dân anh chị. Đó. Thì không kèm hóa đơn nè. Ví dụ không kèm hóa đơn thì anh chị nhìn thấy điểm khác biệt khi phần mềm nó xuất hiện như thế nào. Nếu mà nhận kèm hóa đơn thì nó sẽ xuất hiện cái tab hóa đơn. Không kèm hóa đơn hoặc là không có hóa đơn thì nó sẽ mất luôn cái tab hóa đơn. Đó, mình sẽ phân biệt cái giao diện phần mềm cho em ha. Rồi tiếp theo là anh chị sẽ chọn thông tin nhà cung cấp và cung cấp hàng cho mình, ngày hạch toán, ngày chứng từ, rồi số phiếu nhập thì mình nhập lại cho em. Rồi tiếp theo thông tin hàng tiền. Ở đây là mình nhập kho ha, mình sẽ chọn là nhập vào kho nào. Rồi sau khi anh chị khai báo thông tin hàng tiền đầy đủ rồi thì mình lưu chứng từ này lại cho em. Rồi mình có thể in chứng từ này ra hoặc là mình gửi email ha. Anh chị lưu ý giùm em một điểm là khi anh chị lập chứng từ mua này rồi thì cái phần hóa đơn này đang bị trống anh chị. Anh chị có thể nhấn vào đây nhận hóa đơn cho em, hoặc là anh chị mở chứng từ ra, khi nào mà hóa đơn về anh chị nhấn vào đây nhận hóa đơn cho em. Rồi hoặc là anh chị vào cái phân hệ vào cái tab nhận hóa đơn để mình nhận. Và anh chị lưu ý giùm em tuyệt đối không được sửa lại cái nghiệp vụ ban đầu. Có rất là nhiều anh chị nói với em là thông thường chị làm như thế này, khi nào hóa đơn về chị bấm vào bỏ ghi, xong chị bấm sửa, cái rồi chị vào chị bấm nhận kèm hóa đơn, rồi chị lại bấm cái số hóa đơn vào đây. Nghiệp vụ ban đầu là mình đang thay đổi nghiệp vụ ban đầu của mình đó. Thì nghiệp vụ tiếp theo khi mình nhận hóa đơn về đúng không, thì mình sẽ lết phải vào cái chứng từ này nè, mình bấm nhận hóa đơn cho em. Thì mình có thể làm một trong ba cách đó. Thì cái cách em đang chọn thì em lết phải em nhận hóa đơn luôn. Đó, thì ở đây anh chị sẽ thấy cũng là thông tin nhà cung cấp này luôn, nó chỉ thêm cho mình là bên nợ 1331 và bên có 331, tăng thêm một khoản công nợ và tiền thuế thì chị đã tăng được khấu trừ. Rồi tiếp theo anh chị chọn cho em là mẫu số hóa đơn, rồi ký hiệu, rồi số hóa đơn, rồi anh chị lưu chứng từ lại. Thì ở đây anh chị sẽ nhìn thấy hệ thống tự động cập nhật số hóa đơn vào luôn, nó sẽ nằm ở bên tab này này, anh chị thấy không? Còn những cái chứng từ mà anh chị thấy em nhận hóa đơn ban đầu nó đâu có xuất hiện bên đây đâu, đúng không? Nó khác nhau chứ. Nên do đó là mình không được tự ý thay đổi cái nghiệp vụ ban đầu mình đang làm. Nó rất là nhiều anh chị làm vậy luôn. Tức là mình vào, mình lập chứng từ mua xong, sau đó khi hóa đơn về mình vào mình mở chứng từ mua ra, mình bỏ ghi, rồi bắt đầu mình bấm là nhập kèm hóa, được nhận kèm hóa đơn, rồi mình lại nhập số hóa đơn vào. Rồi ở đây lại có một nghiệp vụ nữa. Là có những anh chị hỏi em là vậy rồi bên anh chị là đang có phát sinh làm
Ví dụ như anh chị mua một cái lô hàng, rồi khi mà mua hàng đó thì để hàng về tới kho thì mình sẽ có thêm cái phần phí vận chuyển, anh chị phải làm sao? Rồi cái phí vận chuyển đó là bản chất là anh chị phải tăng vào cái giá vốn của hàng nhập kho á, chứ không phải là cái phí vận chuyển đó tách rời. Thì vì để hàng về kho được, ví dụ cái lô hàng đó mình mua là 10 triệu, để hàng về tới kho thì thêm 500 ngàn tiền vận chuyển, thì tất nhiên cái giá trị lô hàng đó giờ nó thành là 10 triệu 500 ngàn, để nó ghi nhận cái giá vốn thực tế đúng với bản chất của mình, của cái nghiệp vụ thực tế mình đang đang phát sinh. Thì anh chị lưu ý giùm em, tại đây anh chị sẽ lập chứng từ mua dịch vụ, anh chị bấm góc phải này, lập chứng từ mua dịch vụ cho em. Thì ở đây nó sẽ phát sinh những trường hợp như là mua dịch vụ này mình có thể là tiếp khách nè anh chị, rồi dịch vụ vận chuyển như em nói nè. Thì ở đây ví dụ trong trường hợp mà anh chị tiếp khách, chi phí tiếp khách hoặc là mua phí vận chuyển rồi đó, thì anh chị lập chứng từ mua dịch vụ ở đây cho em. Rồi anh chị chọn nhà cung cấp dịch vụ cho mình là nhà cung cấp nào. Rồi ở đây mình sẽ phân biệt hai trường hợp. Nếu mà cái dịch vụ vận chuyển đó nó liên quan đến một cái lô hàng nào đó làm tăng giá trị nhập kho thì tích vào cái nút là chi phí mua hàng đây, đúng không ạ? Nhưng mà cái khoản phí vận chuyển đó, nó không liên quan tới cái lô hàng nào hết á, quản lý chung của công ty thôi á, thì mình không có tích vào là chi phí mua hàng đó. Tích vào nút là chi phí mua hàng trong cái ngữ cảnh là phí vận chuyển nó liên quan tới một cái lô hàng hoặc có một cái tài sản nào đó làm tăng cái giá trị nhập kho cái lô hàng nha. Thì anh chị tích vào là chi phí mua hàng cho em. Rồi anh chị chọn ngày hạch toán, ngày chứng từ, rồi số chứng từ. Rồi anh chị khai báo ở đây dưới đây cho em chi phí dịch vụ nào đó ha. Rồi hạch toán tài khoản chi phí. Thì có rất là nhiều anh chị hỏi em cái tài khoản chi phí này là anh chị hạch toán vào đâu. Thì thực ra anh chị theo đúng nguyên tắc như anh chị là anh chị hạch toán vào 1562. Sau đó ha, anh chị sẽ làm một chứng từ nghiệp vụ khác để anh chị chuyển 1562 về 1561 hoặc là 211 vân vân. Nhưng mà có những anh chị có thể mình làm tắt luôn, mình đưa thẳng vào tài khoản chi phí là 1561. Có nghĩa là ví dụ như là mình nhập nhập hàng hóa thì mình đưa nó vào 1561, mình nhập tài sản thì mình đưa vào 211 đó. Thì anh chị xem theo đúng cái nguyên tắc mà trước giờ em tư vấn thì thông thường em sẽ đưa vào 1562 anh chị, sau đó em sẽ làm một toán nghiệp vụ khác để chuyển về 1561 hoặc là 211. Rồi anh chị gõ số lượng đơn giá vào cho em. Rồi khi anh chị có cái chứng từ mua dịch vụ này rồi thì để làm sao mình ghi nhận vào tăng cái giá trị của cái lô hàng mình nhập á, thì mình có thể làm một trong hai cách. Tại cái chứng từ mua dịch vụ anh chị nhớ phân bổ chi phí. À, còn tại chứng từ mua hàng thì anh chị chọn tab chi phí để anh chị chọn chứng từ chi phí này. Đó, anh chị làm một trong hai cách thì cách nào cũng được. Đó, ví dụ ở đây anh chị chọn cái chứng từ, anh chị chọn phân bổ chi phí thì anh chị chọn phân bổ ở đây cho em nè. Rồi anh chị sẽ chọn cái chứng từ mua hàng nè, là chứng từ nào này, anh chị nhớ vào đây. Rồi anh chị nếu mà mình nhớ số chứng từ thì mình tích vào đây mình chọn để mình có số chứng từ luôn. Rồi anh chị sẽ nhìn thấy là số chứng từ, là đây số chứng từ này. Rồi anh chị tích vào đây cho em nha. Rồi anh chị bấm đồng ý. Rồi ở đây anh chị ví dụ như trong trường hợp này là em làm là một mặt hàng đó anh chị, thì anh chị nhìn thấy là phương thức phân bổ theo số lượng hay theo giá trị thì bản chất nó như nhau cả thôi. Mình bấm phân bổ thì ở dưới này nó cũng thể hiện luôn số tiền phân bổ của cái phần chi phí mua hàng này. Còn đối với nhiều mặt hàng á, thì nó sẽ ước lượng theo số lượng này anh chị này. À, ví dụ như là cái mặt hàng nó, đối với cái chứng từ mua này em ví dụ mình có tới 5 mặt hàng, thì mặt hàng Nokia N6 này là một cái, mặt hàng Nokia N7 hai cái, mặt hàng Nokia N8 năm cái. Thì anh chị chọn là phương thức phân bổ là phần trăm theo số lượng đó, thì nó sẽ chia ra là cái ông nào mà số lượng nhiều nhất thì ông có gánh nhiều chi phí nhất. Có nghĩa là ông đó sẽ gánh nhiều chi phí vận chuyển nhất. Đó, còn nếu mà mình chọn là phần trăm theo giá trị á, mình chọn phân bổ á, thì ông nào mà giá trị cao nhất thì ông đó sẽ chịu nhiều chi phí nhất. Thì thực ra là do mình đang có một mặt hàng duy nhất thì cái số lượng hay theo giá trị thì nó cũng như nhau thôi. Thì có một mình nó thì tất nhiên nó phải lãnh hết 100% rồi. Còn thêm một ví dụ nữa là nếu mình muốn phân bổ cho cái chứng từ này bao nhiêu phần trăm thì mình tự nhập vào đây cho em. Đó. Còn ở đây là đối với cái tỷ lệ tự nhập phần trăm thì anh chị gõ cho em ngay đây nhé. Tỷ lệ phần trăm đây, nhập cho em bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ ước lượng lịch số tiền phân bổ cho anh chị ở đây. Còn nếu mà tự nhập giá trị thì anh chị gõ vào đây, số tiền phân bổ luôn cho em ở đây. Đó. Đúng mà, nó sẽ khác biệt nhau cái chỗ này nha. Rồi em giải thích lại ha. Nếu mà trong trường hợp mình có nhiều mặt hàng thì nếu mà tỷ lệ phần trăm theo số lượng thì nó sẽ ước lượng theo ông nào có số lượng nhiều nhất thì nó sẽ thiết lập số tiền phân bổ nhiều nhất. Và ông nào mà mình chọn là tỷ lệ phần trăm theo giá trị thì ông nào có cái giá trị thành tiền nhiều nhất thì nó sẽ thiết lập số tiền phân bổ nhiều nhất.
Nếu mà trường hợp là tự nhập phần trăm thì mình gõ phần trăm vào đây thì nó sẽ ước lượng số tiền phân bổ nhân với lấy tỷ lệ phần trăm nhân với số tiền ở đây để ra số tiền phân bổ. Còn trong trường hợp là tự nhập giá trị á, thì anh chị gõ thẳng vào giá trị phân bổ ở đây luôn. Rồi anh chị bấm đồng ý. Rồi, chứng từ này á, anh chị thấy là nó sẽ ghi nhận vào cái chứng từ mua hàng. Hai chứng từ mua dịch vụ ha, nó sẽ ghi nhận vào làm tăng cái giá trị của chứng từ mua hàng. Đây anh chị thấy nó sẽ ghi nhận cái chứng từ mua hàng ở đây nè. Rồi, lưu ý giùm em ha, nếu mà trong trường hợp á anh chị muốn xóa cái chứng từ này khỏi cái chứng từ mua hàng để mà mình làm lại á hoặc chọn lại á thì anh chị bấm bỏ ghi nhé. Rồi sửa. Rồi anh chị chọn cái chứng từ này anh chị loại bỏ cho em, do là cái chứng từ này em đã thêm nhận hóa đơn anh chị nên nó ràng buộc dữ liệu. Nó là phần mềm nó sẽ ràng buộc dữ liệu, nó yêu cầu mình xóa cái chứng từ nhận hóa đơn xong, sau đó mình mới xóa chứng từ mua hàng. Đó thì lưu ý đối với các anh chị mà sử dụng phần mềm Visa thì mình hiểu nguyên tắc của Visa là để mà mình xóa chứng từ xa nhất thì mình phải xóa chứng từ gần nhất. Rồi tiếp theo là mình sẽ có các nghiệp vụ là trả lại hàng mua và giảm giá hàng mua. Rồi, mình chọn cái mã hàng tiền mình trả lại, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là anh chị sẽ chọn thẳng vào cái chứng từ mua hàng này. Hồi nãy là nó bị lỗi anh chị, nó không xuất hiện, bây giờ nó xuất hiện ra clip này. Đó thì anh chị sẽ chọn cái chứng từ mua ở đây cho em. Khi anh chị chọn chứng từ mua, hệ thống này sẽ xuất hiện luôn cho anh chị trong cái chứng từ mua đó nó sẽ có bao nhiêu cái mặt hàng anh chị đã mua. Anh chị trả một mặt hàng thì anh chị xóa cái dòng này đi, rồi anh chị trả một mặt hàng ở trên thôi. Anh chị trả bao nhiêu cái thì anh chị gõ vào bao nhiêu cái. Thì khi đó anh chị sẽ thấy hệ thống nó sẽ hỏi mình là giảm trừ công nợ này, hoặc là thu lại tiền mặt hoặc là trả lại trong kho. Thì nếu mà anh chị giảm trừ công nợ, là tại vì chứng từ mua anh chị ghi nhận công nợ thì chứng từ trả lại anh chị sẽ giảm trừ công nợ. Rồi, trả lại hàng trong kho, nếu anh chị nhập kho rồi thì anh chị chọn trả lại hàng trong kho. Đúng không ạ? Thì hệ thống nó sẽ tự động nhận diện kho luôn, tài khoản công nợ và tài khoản kho cho anh chị luôn. Rồi sau đó anh chị lưu lại. Rồi nghiệp vụ giảm giá hàng mua thì tương tự, nhưng mà anh chị lưu ý giùm em, giảm giá hàng mua là khi anh chị thêm một cái chứng từ giảm giá hàng mua anh chị nhấn thêm đúng không? Thì anh chị chọn cũng là thao tác hai một trong hai cách, hoặc là anh chị chọn thẳng là đối tượng mà mình được giảm giá là nhà cung cấp nào. Rồi tiếp theo là mặt hàng gì. Còn cách thứ hai là anh chị sẽ nhấn vào cái chứng từ mua này để anh chị xác định là mình đã từng mua cái gì ở bên dưới. Nhưng mà anh chị lưu ý là cái chứng từ mà giảm giá này anh chị chỉ được nhập cho em là cái giá mà anh chị được giảm nha. Có nghĩa là đối với chứng từ này hồi nãy mình trả được 5 mặt hàng rồi. Trả lại 5 mặt hàng rồi thì nó chỉ còn 45 thôi. Thì bây giờ bên nhà cung cấp người ta nói là người ta sẽ giảm cho mỗi cái 10.000, thì anh chị chỉ được gõ đơn giá giảm ở đây là 10.000. Đó, gõ 10.000. Khi anh chị tuyệt đối không có được gõ cái đơn giá sau khi giảm nha, ví dụ như là 100.000 giảm 10.000 còn 90.000, không được gõ 90.000 vào đây mà gõ được 10.000 thôi để nó giảm trừ công nợ đúng với cái số tiền thanh toán này anh chị 935.000. Rồi và giảm giá trị nhập kho. Rồi anh chị chuyển qua tab hóa đơn và anh chị gõ số hóa đơn người ta xuất lại cho mình là số nào là được. Nói thì anh chị có thể thực hiện một trong hai cách, nhưng mà thông thường nếu mà làm thì mình nên tận dụng những cái gì mà phần mềm nó có sẵn á. Đó, chứng từ nhập kho để mình kế thừa qua luôn. Rồi tiếp theo á, cái luồng quy trình này anh chị, sau khi mà anh chị lập đơn mua hàng, hợp đồng mua, nhận hàng rồi, trả lại hàng, giảm giá hàng rồi cuối cùng mình đi thanh toán. Rồi, ở đây mình sẽ có thanh toán này mình sẽ có hai cách làm anh chị. Hoặc là anh chị nhấn vào trả tiền nhà cung cấp, hoặc là anh chị vào thẳng phân hệ quỹ ngân hàng để mình lập chứng từ thanh toán. Phân hệ quỹ thì mình thanh toán bằng tiền mặt, phân hệ ngân hàng thì mình thanh toán vào tài khoản ngân hàng, hoặc là trả tiền nhà cung cấp ở đây. Tuy nhiên anh chị sẽ phân biệt là giúp em là nó sẽ khác nhau anh chị. Nếu anh chị lập trả tiền nhà cung cấp ở đây có nghĩa anh chị thanh toán tiền theo từng chứng từ. Còn nếu anh chị vào phân hệ quỹ và phân hệ ngân hàng á thì anh chị có thể thực hiện là thanh toán theo từng chứng từ hoặc là không theo từng chứng từ. Và nếu trong trường hợp mà mình không thanh toán theo từng chứng từ á thì mình lưu ý là phải thực hiện đối trừ chứng từ để hệ thống nó sẽ dò tìm chứng từ thanh toán đối ứng với chứng từ công nợ nào á. Là em sẽ làm hai cách luôn để cho anh chị phân biệt nha. Thì thực ra mỗi cách nó sẽ có những cái ưu điểm và cái nhược điểm, tuy nhiên mình sẽ biết kiểm soát cái cách mình làm. Thì cách đầu tiên là em thanh toán theo từng chứng từ luôn, em bấm vào trả tiền nhà cung cấp.
Ở đây á, hệ thống nó sẽ yêu cầu mình xác định là phương thức thanh toán là ủy nhiệm chi hay là tiền mặt. Rồi, ví dụ em làm ủy nhiệm chi đi. Rồi, em chọn là nhà cung cấp. Cần thanh toán tiền là nhà cung cấp nào? Rồi, như vậy thì anh chị sẽ nhìn thấy mình có một cái chứng từ này nè anh chị. Đây, mình đang mắc nợ là 8 triệu 250 ngàn. Anh chị tích vào đây. Anh chị sẽ thấy được là cái số tiền nó tự hiển thị luôn số trả cho mình luôn. Tuy nhiên là mình có thể trả ít hơn 5 triệu thôi. Thì nó sẽ hiển thị là số tiền mình trả 5 triệu thôi. Và mình bấm trả tiền. Khi mình bấm trả tiền á, thì hệ thống sẽ chuyển hướng mình sang một cái ủy nhiệm chi. Đó, là ủy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp và mình chọn tài khoản đi tiền là tài khoản nào. Khi đó thì mình lưu lại thôi là mình đã trả nợ xong. Thì khi mình xem báo cáo đối với cái công ty này thì như thế nào nha. Mình vào mình xem báo cáo công nợ nè. Đây anh chị vào công nghệ mua hàng, anh chị xem báo cáo công nợ. Anh chị sẽ có là chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn và chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp. Đó, hai báo cáo này nha. Nếu trong trường hợp anh chị không đối trừ chứng từ á, hoặc là không làm thao tác giống như em mà trả tiền theo từng chứng từ á, thì hai báo cáo này khả năng nó sẽ bị lệch nhau. Đó, em ví dụ nha, cái khách hàng này đi. Em tại vì em giải thích cho anh chị là cách lấy dữ liệu nha. Cái báo cáo chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp nó lấy dữ liệu theo tài khoản kế toán. Còn cái báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn thì nó lấy theo dữ liệu mà anh chị lập chứng từ thanh toán theo hóa đơn á. Chứng từ chi trả công nợ. Đúng không ạ? Theo từng hóa đơn nha, hai cái cách lấy dữ liệu nó khác nhau. Thì chắc chắn anh chị vào đây thì nó sẽ phải khớp thôi tại vì nó theo tài khoản thanh toán mà. Thì chắc chắn nó phải đúng thôi. Anh chị bấm đồng ý nè. Thì nó sẽ còn công nợ 2 triệu mấy đó. 2 hay 3 triệu mấy đó, 3 triệu 250 ngàn anh chị thấy không? Là đúng. Thì nó sẽ ghi nhận cái khoản nợ là mình phát sinh bên nợ là 5 triệu, phát sinh bên có 8 triệu 250 ngàn, nó đối ứng ngược nhau qua là còn lại 3 triệu 250 ngàn đúng không? Rồi anh chị vào xem cái báo cáo công nợ phải trả theo hóa đơn này. Thì thông thường các anh chị kế toán thì mình sẽ chuyển tiền là mình sẽ ghi là thanh toán tiền hàng theo hóa đơn số 123 gì đấy. Hoặc là nhà cũng khách hàng của mình người ta thanh toán á, người ta cũng ghi là thanh toán tiền hàng theo hóa đơn 123 gì đấy. Đúng không? Thì anh chị sẽ thấy là khi mà kế toán công nợ thì các anh chị sẽ hay mở cái báo cáo này ra và anh chị đòi tiền. Anh chị nói là ở cái chứng từ ngày 20 tháng 10 này nè. Thì xem là số đã trả là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Đó, nếu anh chị thực hiện cái nghiệp vụ giống như em là trả tiền theo từng chứng từ thì nó sẽ cập nhật số đã trả nha. Còn nếu mà anh chị vào làm một cái nghiệp vụ tiếp theo, em sẽ làm một cái nghiệp vụ nữa là em vào phương hệ ngân hàng. Em lập một cái chứng từ thanh toán, em chi tiền nè. Và ở đây em chọn là em thêm một chứng từ chi tiền ha. Em cứ ghi là chi tiền thôi, em không có trả tiền nhà cung cấp gì hết á. Em bấm chi tiền. Thì ở đây em sẽ thực hiện là lập một ủy nhiệm chi. Và dưới này em sẽ ghi là chi khác. Rồi ở đây là tài khoản chi là đi từ tài khoản này. Và tài khoản nhận thì nếu có thì điền vào. Và đối tượng chi là đối tượng nào. Cái này cũng là hình thức chi công nợ nè anh chị. Rồi. Rồi mình diễn giải nha. Chi trả công nợ theo hóa đơn số 123. Rồi. Thanh toán bên nợ 2 triệu đúng không ạ? Đó là em làm một chứng từ vậy đó, độc lập không liên quan gì tới cái chứng từ chứng từ công nợ được chưa ạ? Rồi thì tất nhiên bây giờ anh chị vào phân hệ mua hàng, anh chị xem báo cáo bên này cũng được, là anh chị không thể anh chị xem bên trên, thì em hay xem trên này hơn vì nó nhiều, nó ra dạng tổng thể cho mình xem báo cáo hơn. Rồi anh chị vào phân hệ mua đúng không, anh chị chọn chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp. Thì anh chị sẽ nhìn thấy là công nợ của cái đối tượng này nó sẽ giảm đi này. Đó, nó còn 1 triệu 250 ngàn đúng không? Nhưng mà quay ngược lại anh chị kiểm tra công nợ phải trả theo hóa đơn thì nó như thế nào? Chị bấm đồng ý nè. Nó vẫn còn 3 triệu 250 ngàn. Đúng không ạ? Thì phần mềm nó thông minh là nó xuất hiện cho mình một cảnh báo là chứng từ thanh toán chưa thực hiện đối trừ. Vậy thì nghiệp vụ này mình sẽ làm sao ha? Mình vào phân hệ mua hàng. Mình bấm vào cái quy trình cho em này, bấm tiện ích nè. Mình thực hiện đối trừ chứng từ cho em. Đó, mình sẽ xác định là cái nhà cung cấp hàng là nhà cung cấp nào. Mình bấm lấy dữ liệu. Thì mình sẽ thấy được là chứng từ thanh toán này đối ứng với chứng từ công nợ này, mình bấm đối trừ. Đó, thì khi đó mình kiểm tra lại là cái báo cáo xem nó như thế nào. Báo cáo mua hàng. Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn. Rồi mình bấm cấp đồng ý cho em. Rồi anh chị nhìn thấy nó chỉ còn 1.250.000 thôi. Ở đây hệ thống nó sẽ xuất hiện là một cái chứng từ anh chị ghi nhận công nợ 1 triệu 250 ngàn chưa đối trừ. Thì tất nhiên chưa đối trừ này đúng rồi, tại vì mình chưa đã đâu đã thanh toán cho người ta đâu mà mình đi đối trừ tiếp. Nha, anh chị lưu ý giùm em ha.
Nó sẽ xuất hiện là cái chứng từ này, công nợ này, tài khoản công nợ 331 của đối tượng này đang còn 1.250.000 và mình chưa đối trừ. Là đúng. Vì mình đâu đã thanh toán đâu mà đòi đối trừ được. Đúng không ạ? Thì cái đó anh chị nhìn thấy là số công nợ mình đang còn phải trả nữa là 1.250.000. Đó. Đó anh chị lưu ý giùm em là nếu mà trong trường hợp nha, anh chị lập chứng từ thanh toán tại cái tab trả tiền nhà cung cấp thì anh chị không cần thực hiện đối trừ. Nhưng mà anh chị thực hiện thanh toán tại tab quỹ ngân hàng và chọn là chi khác thì phải đối trừ chứng từ. Và em thì em khuyên anh chị nên nên làm theo cách là vào phân hệ quỹ và phân hệ ngân hàng để chi tiền hơn là vào đây. Tại vì anh chị lưu ý khi anh chị thanh toán ở đây là anh chị sau này anh chị sửa chứng từ mua hàng không có được đâu. Muốn sửa chứng từ mua hàng thì mình phải xóa hết toàn bộ chứng từ thanh toán. Tại vì cơ chế của phần mềm hồi nãy em nói nó bị ràng buộc anh chị. Nó sẽ yêu cầu mình là xóa những chứng từ gần nhất rồi bắt đầu sửa chứng từ xa nhất ấy. Còn nếu mà anh chị vào phân hệ quỹ và phân hệ ngân hàng, anh chị thực hiện giao dịch độc lập với bên này, lập chứng từ thanh toán riêng. Rồi anh chị thực hiện đối trừ chứng từ thì sau này khi anh chị sửa với chứng từ mua hàng á, hệ thống nó sẽ có một cái cảnh báo là chứng từ này bạn đã đối trừ rồi thì bạn có muốn bỏ đối trừ không? Thì đó anh chị chỉ cần bỏ đối trừ cho em là xong rồi anh chị sửa chứng từ mua hàng mà anh chị không cần phải xóa chứng từ thanh toán. Đó, lưu ý giùm em. Thì tại vì cái nghiệp vụ mà trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn anh chị này nên sử dụng cho doanh nghiệp nào mà mình thấy là cái lượng chứng từ mua của mình ít và mình ít khi sửa chứng từ á thì mình nên sử dụng dịch vụ này. Còn doanh nghiệp mà thấy là cũng hay sửa chứng từ mua hàng rồi mà còn làm cái nghiệp vụ này nữa là anh chị cứ phải xóa hết chứng từ thanh toán rồi sau đó anh chị mới xóa được cái chứng từ nhập hàng đấy. Cuối cùng cái nghiệp vụ này là anh chị xem báo cáo. Này, tất cả các báo cáo của cái phân hệ mua hàng ở đây. À, anh chị nhấn vào tất cả báo cáo đây. Đó, để hệ thống điều hướng anh chị giao sang giao diện là tất cả các báo cáo của phân hệ mua hàng là tại cái tab báo cáo này anh chị này. Anh chị chọn xem báo cáo ở đây. Rồi anh chị có thể xem một số báo cáo như là tổng hợp công nợ phải trả thì mình cũng hay dùng nè. Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp nè hay dùng nè. Nếu báo cáo này anh chị thường dùng anh chị nhấn vào cái hình bông hoa à, em xin lỗi. Cái hình ngôi sao này nè cho nó thể hiện trong phần báo cáo yêu thích. Rồi khi anh chị xem báo cáo thì anh chị nhấn vào tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp anh chị thiết lập tham số. Rồi ở đây là anh chị có thể chọn là thống kê theo nhân viên công trình hợp đồng mua hay đơn mua hàng vân vân. Rồi kỳ báo cáo ở đây anh chị chọn tham số là kỳ nào và tài khoản anh chị xem báo cáo là tài khoản nào. Rồi đối tượng mình cần xem báo cáo là đối tượng nào. Rồi ở phía dưới là mình sẽ lấy nhà cung cấp có số dư phát sinh trong kỳ hay là không hiển thị các nhà cung cấp hết số dư. Đó thì mình có thể chọn một trong hai dấu tích này nếu mà mình tùy vào cái mục đích của mình thôi. Mình bấm đồng ý. Rồi, ở đây anh chị sẽ nhìn thấy số dư đầu kỳ là không có do cái dữ liệu này em chưa nạp số dư đầu kỳ. Rồi phát sinh bên nợ mình đã thanh toán bao nhiêu? Phát sinh bên có. Rồi, cuối cùng công nợ bên có là bao nhiêu? Rồi, ở bên trên thì anh chị nhìn thấy một số cái nút như là mẫu này anh chị có thể bấm quản lý mẫu ở đây ha. Để anh chị tùy chỉnh lại cái mẫu này, mình bấm vào sửa. Rồi, anh chị có thể chọn cho em là hiển thị cục nào hay không hiển thị cục nào, anh chị tích bỏ đi thì nó sẽ không hiển thị ra. Anh chị bấm cấp. Thì sau đó anh chị bấm áp dụng cho em. Lưu ý nha, đã sửa mẫu rồi, cất mẫu rồi thì phải áp dụng mẫu nha. Không áp dụng nó không xuất hiện ở đây đâu. Có những anh chị bảo em là như chị cũng vào đây, chị Nhi sửa rồi, chị sửa mẫu xong rồi, xong mà nó cũng không có chạy ra đúng cái mẫu của chị thì do chị chưa áp dụng cái mẫu đó. Mình sửa xong rồi nhưng mà mình có áp dụng hay không nữa. Rồi sau đó mình có thể xuất khẩu cái file này ra Excel này hoặc là mình in. Đó. Thì đây chính là hướng dẫn của em về cái phân hệ mua hàng. Thì em mời anh chị đặt câu hỏi nhé. Còn bạn Ngọc Anh có nói là làm lại cái nghiệp vụ đối trừ công nợ. À đối trừ công nợ ha. Thì ở đây là mình sẽ phải phân biệt cho em nha. Anh chị lưu ý mình phải phân biệt cho em là đối trừ chứng từ hoặc là gọi là đối trừ công nợ như chị Ngọc Anh nói ấy, hoặc là bù trừ nó khác nhau nha. Đối trừ và bù trừ nó khác nhau, anh chị không được nhầm lẫn là đối trừ và bù trừ giống nhau. Đối trừ có nghĩa là mình sẽ đối ứng cái chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ để nó hiểu được là chứng từ thanh toán này khớp với chứng từ công nợ đó đó. Vì phần mềm nó không bao giờ tự hiểu được chứng từ thanh toán nên chị thanh toán với chứng từ công nợ nào nếu trong trường hợp anh chị lập một cái chứng từ thanh toán riêng độc lập. Còn nếu mà trong trường hợp anh chị trả tiền nhà cung cấp anh chị chọn đúng chứng từ thanh toán thì nó đâu có chạy đâu được đúng không? Nó sẽ chọn đúng chứng từ thanh toán cho anh chị. Còn bù trừ công nợ là gì? Ví dụ trong trường hợp này em nợ chị Ngọc Anh 50 triệu. Chị Ngọc Anh nợ em lại 30 triệu thì hai chị em mình đang có một khoản công nợ chung là 30 triệu thì hai chị em mình bù trừ nhau. Đầu tiên mình phải xác định là đối trừ và bù trừ nó đang khác nhau. Rồi, còn đối trừ công nợ, đối trừ chứng từ, đối trừ công nợ là gì?
Có nghĩa là mình sẽ khi mình đang mắc nợ ai một khoản tiền, nếu trong trường hợp trên sổ sách kế toán này, mình chọn trả tiền nhà cung cấp và mình xác định luôn là cái đối tượng mình trả là đối tượng nào, đúng không? Và là chứng từ nào luôn. Có nghĩa là ở đây này, em chọn Hà Hiền đi. Hà Vi. Đây, ví dụ đối tượng này. Ví dụ như mình xác định luôn là mình thanh toán cho chứng từ này, thì chắc chắn hệ thống nó phải hiểu thôi. Tại vì mình đã xác định luôn là chứng từ tôi đang đi thanh toán cho chứng từ này mà. Hệ thống nó sẽ hiểu luôn. Nên bấm trả tiền một cái là hệ thống sẽ biết được là à, chứng từ thanh toán này, thanh toán cho chứng từ công nợ nào. Và trên này anh chị thấy dấu hiệu nhận biết là gì nè. Ở đây nó gắn tham chiếu luôn chứng từ nhập và nó ràng buộc luôn. Nó ràng ở đây luôn cho anh chị. Anh chị có muốn sửa chứng từ này thì anh chị phải đi xóa hết toàn bộ cái chứng từ thanh toán. Rồi, còn trường hợp ngữ cảnh thứ hai á, là mình làm chứng từ độc lập và phân hệ quỹ hay phân hệ ngân hàng. Phân hệ quỹ và phân hệ ngân hàng nè. Thường á thì bây giờ anh chị thấy giao dịch ngân hàng nhiều, em hay làm phân hệ ngân hàng. Còn anh chị cứ thanh toán tiền mặt thì anh chị vào phân hệ quỹ thôi ha. Rồi anh chị thêm. Ở đây á, cái ưu điểm mà em đi tiếp cận những doanh nghiệp mà gọi là vừa và lớn anh chị thì hầu như là các anh chị đều làm chi tiền độc lập luôn. Có nghĩa là theo kiểu là chuyên môn hóa, là người các anh chị mà làm mua hàng thì làm riêng, anh chị thanh toán làm riêng, anh chị thanh toán anh chị không biết là thanh toán như chứng từ nào, anh chị chỉ cần là cứ thanh toán thì mình lập chứng từ thanh toán thôi, sau đó mình đối ứng chứng từ, mình dò tìm coi chứng từ đó đối ứng với chứng từ mua hàng nào mình đối ứng, hoặc là thậm chí mình đối ứng từ trên xuống, chứng từ công nợ nào từ trên xuống thì mình cứ đối ứng trên xuống. Có nghĩa là anh chị hiểu theo kiểu là mình trả tiền một cục vậy đó, mình trả 150 triệu lô hàng thì mình nhận liên tục, mình trả 150 triệu mình ghi là thanh toán tiền hàng như vậy thôi. Thì mình có thể sử dụng chức năng này nè, mình chọn tài khoản chi là tài khoản nào, rồi tài khoản nhận nếu có thì tiền vào cho em, rồi đối tượng nhận tiền là đối tượng nào, rồi anh chị gõ bên nợ cho em, bên có những trả 1 triệu tiếp khi không nợ. Rồi thì anh chị nhìn thấy sao, hệ thống nó đâu có tham chiếu gì đây đâu, nó khác như nghiệp vụ hồi nãy nha. Nghiệp vụ hồi nãy mình bấm trả tiền một cái nó sẽ gắn tham chiếu luôn, nó ràng luôn cái chứng từ nhập kho cho mình luôn. Muốn sửa cái chứng từ nhập kho phải đi xóa hết toàn bộ chứng từ thanh toán. Còn ở đây nó không ràng buộc gì hết, hai chứng từ độc lập nhau, đúng không? Chứng từ mua hàng cứ mua, chứng từ thanh toán cứ thanh toán, độc lập nhau hoàn toàn. Và cái gọi là cái mình sửa thì không ảnh hưởng đến người khác đó. Có nghĩa là em là kế toán mua hàng, chị Ngọc Anh là kế toán thanh toán, thì em cứ mua, chị Ngọc Anh cứ thanh toán, em sửa cái gì của em không liên quan tới chị đó. Thì nhưng mà khi mà chị chi công nợ gì nó đâu gắn tham chiếu đâu, có nghĩa nó sẽ không xác định được chứng từ thanh toán này thanh toán hay chứng từ công nợ nào. Thì sau này ví dụ như kế toán công nợ lại có thêm một chị kế toán công nợ nữa, chị vào báo cáo để chị đi đòi nợ, chị vào phân hệ mua hàng, chị xem cái báo cáo này để chị hay đòi nợ cái báo cáo này đây. À, cái này em xin lỗi, cái này mình đi trả tiền chứ em nhầm, đây mình đi mua hàng đúng không, à mình đi lên thanh toán đúng không. Rồi mình chọn cái đối tượng này, bắt đầu mình bấm đồng ý một cái. Thì khi đó hệ thống nó sẽ hỏi là nó sẽ nói là số còn phải trả là 1.250.000. Anh chị lưu ý nha, do là cái bản SDMI 2022 nó xuất hiện cảnh báo bên dưới đó. Còn anh chị mà sử dụng bản audit kế toán nó chưa có cái cảnh báo này đâu anh chị nha. Anh chị phải tự biết, anh chị đi đối trừ đó. Rồi anh chị bấm tại đây một cái thì nó sẽ điều hướng anh chị sang cái giao diện của cảnh báo nè. Đây, anh chị thấy không? Một cái chứng từ nhập kho. Số chưa đối trừ là 1.250.000 và mức ủy nhiệm chi 1 triệu đồng. Thì cuối cùng mình biết là cái mình phải nhấn vào đó mình mới thấy là mình còn nợ 250.000. Còn mình không nhấn vào cái rồi mình biết là mình đi trả 1.250.000 liền. Cái này thì thông thường á, mình hay bị vướng cái chỗ mà mình đi đòi nợ. Chứ phải trả thì em nghĩ chắc không ai nhầm mình trả tiền bao nhiêu đâu. Ai cũng biết là mình sẽ trả bao nhiêu hết ha. Rồi, rồi anh chị sẽ phải vào phân hệ mua. Anh chị thực hiện đối trừ chứng từ. Tại vì sao em giải thích cho anh chị kỹ chỗ này? Tại vì là cái mua hàng hay cái bán hàng thì anh chị cũng sẽ phát sinh nhiệm vụ này. Hiểu, mình hiểu từ mua hàng thì qua bán hàng nó tương tự thôi. Rồi mình chọn nhà cung cấp, mình bấm lấy dữ liệu. Thì khi đó mình sẽ đối ứng chứng từ này với chứng từ này. Đó, mình bấm đối trừ một cái thì hệ thống nó sẽ mất luôn cái chứng từ thanh toán. Nó chỉ còn lại 250.000, anh chị thấy không? Rồi, bây giờ anh chị đi vào báo cáo anh chị xem thì nó chỉ còn nợ 250.000 thôi. Nó cũng xuất hiện cảnh báo, tuy nhiên cái cảnh báo đó là cảnh báo công nợ thì nó không có vấn đề gì đâu. Cảnh báo công nợ thì tất nhiên mình đang còn nợ người ta 250.000 thì nó phải lên số 250.000 thôi. Bấm đồng ý nè. Thì nó sẽ lên một cái báo cáo đúng 250.000. Rồi, nó sẽ có cái cảnh báo này, nhưng mà cảnh báo này là cảnh báo số tiền nợ còn lại thì nó đúng rồi. Còn còn đối với cái báo cáo tổng hợp công nợ phải trả
thì nó lấy theo tài khoản kế toán chắc chắn nó sẽ không bị lệch, tại vì tài khoản kế toán chị định khoản đúng là được, trừ khi anh chị định khoản sai thôi. Rồi em thấy là một câu hỏi nữa của anh chị Khanh ha. Nếu mà mua hàng nhấn vào thanh toán tiền ngay cuối tháng thì mình xem công nợ chi tiết nhà cung cấp có cách nào xem được cả phần mình đã chi tiền mặt và phần còn nợ. À chị ở đây thì chị nè, nếu mà chị nhấn vào cái phần công nợ, cái phần mà thanh toán cuối kỳ rồi đó thì nó sẽ xuất hiện giống như em nè. Chị thấy không? Số đã trả nè chị. Cái báo cáo em đang show cho chị xem đó là số này nè. Thì em xin lỗi nhưng không biết anh hay chị thì em xin chị á. Là đây chị nhìn thấy số đã trả nè. Đây, mình trả 8 triệu rồi nè, mình còn nợ lại 250 ngàn chị nè. Chị vào cái báo cáo mà công nợ phải trả theo hóa đơn á chị. Thế anh chị chắc là nhiều anh chị ở đây không biết báo cáo, không dùng báo cáo này đâu. Báo cáo công nợ phải trả theo hóa đơn nè, mình sẽ thấy nè. Đúng không ạ? Là mình đã trả 250 ngàn rồi nè. Rồi ở đây em trả lời câu hỏi của chị Quý là chi phí vận chuyển nếu như chị không phân bổ vào hàng mua mà lập trên mua dịch vụ và gắn mã cho công trình đó có được không? Nếu chị không phân bổ vào lô hàng mua thì chắc chắn là nó sẽ không ghi nhận vào cái làm tăng cái giá trị, nhưng mà giả định á, là bên anh chị là mình tính giá thành công trình á, thì mình có thể thực hiện là đưa cái chi phí vận chuyển vào cái phần mà để mình tính giá thành cũng được, tại vì bản chất cuối cùng thì mình cũng quy về mình đang tính giá vốn cho cái công trình đó mà. Nếu đây là em nói là đối với trường hợp là chị đang tính giá thành công trình nha, thì chị cứ gắn mã công trình vào, cuối cùng chị tính giá thành thì tất cả đều 62 nó sẽ tập hợp về 154 cho chị. Rồi tiếp theo em thấy một câu hỏi của chị Nhàn là ở ủy nhiệm chi, nội dung chi là chi thanh toán nhà cung cấp. Em đang hiểu như thế này thì em cứ xem cái cách hiểu của em có đúng theo ý chị hay không nhé. Khi chị lập một cái ủy nhiệm chi, tại vì trong không hệ ngân hàng nó cũng khá là linh động anh chị nhấn vào đây thì anh chị lập chứng từ chi, trả tiền, nộp thuế, nộp bảo hiểm vân vân. Ở đây em nói trước cái nghiệp vụ này một tí, tại vì nó nằm ở buổi thứ tư là em sẽ đi sâu về cái nghiệp vụ về quỹ ngân hàng và kho ấy. Nhưng mà ở đây em nó hướng dẫn cho anh chị này, anh chị lưu ý nha, các anh chị mà mình hay làm những cái nghiệp vụ chi tiền đó, lưu ý là không nên làm một cái vào cái chi tiền này nha, mình nên bóc tách ra từng ngữ cảnh ấy. Ví dụ như là mình trả tiền nhà cung cấp thì cái này nó giống y chang cái phân hệ mua, và mình đi trả tiền nhà cung cấp ở đây thì em không nói, hai này nó giống nhau. Hồi nãy giờ anh chị thấy em làm thao tác khá là to, em hay nói đề cập là cái thao tác này với thao tác kia nó giống nhau, giống như là ở đơn mua hàng, đứng ở đơn mua hàng lập chứng từ mua thì nó sẽ giống như đứng từ chứng từ mua hàng và mình chọn đơn mua hàng, nó sẽ giống nhau thao tác. Và tiếp theo nếu mà anh chị là trả tiền nhà cung cấp này, hoặc là anh chị vào phân hệ ngân hàng và anh chị lập phiếu chi, lập cái ủy nhiệm chi và ghi là chi trả tiền nhà cung cấp, hai cái thao tác này nó giống nhau, làm bên nào cũng được. Nhưng mà nếu anh chị nộp thuế nha, hay là anh chị nộp bảo hiểm và trả lương á, anh chị có theo dõi cái khoản công nợ này nè, công nợ thuế ở đó, anh chị nên chọn những cái chứng từ này nha. Rất nhiều anh chị không làm xong cuối cùng á, cái phần tiền thuế á, nó cứ xuất hiện nợ hoài à, mặc dù tài khoản số cái thì nó đúng, nhưng mà cứ mỗi lần anh chị bấm nộp thuế cái nó cứ ghi là mắc nợ tiền thuế không à. Rồi ở đây thì câu hỏi của chị Nhàn, quay lại câu hỏi của chị Nhàn họ hỏi là em là nội dung mà ghi là chi thanh toán nhà cung cấp thì có khác gì không? Thì ở đây chị, nếu trong trường hợp chị đã chọn phương pháp phương án chứ, chị chọn phương án là chị theo dõi độc lập chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ riêng, thì chị cứ chọn cho em là chi ở đây bình thường và nội dung thanh toán này này, nội dung thanh toán chị cứ chọn cho em là chi khác. Tại vì nếu mà các anh chị sử dụng cái phần mềm Amix kế toán á, đã online á, thì khi mà chị chọn nội dung thanh toán nó sẽ có là chi trả công nợ khách hàng không theo hóa đơn, hoặc là chi trả công nợ nhà cung cấp không theo hóa đơn. Đó thì nó sẽ có cái nội dung đó là em xin lỗi nhé, thu của khách hàng không theo hóa đơn hoặc là chi của nhà cung cấp không theo hóa đơn chứ. Đó nó sẽ là có trong đây, nhưng mà đối với cái bản này thì nó chỉ có chi khác thôi. Chị cứ chọn cho em là chi Cô khác. giáo ơi, thế trường hợp mình ủy nhiệm chi mà mình Em nghe cô... chị nói đi chị. Vâng, Dạ. tức là trong cái trường hợp mình đang ủy nhiệm chi nhá, mà mình chọn chi khác, nhưng mà phần dưới tham chiếu và cái mũi tên mà có dấu cộng ấy, mình chọn lên tham chiếu đến chứng từ mà mình mua hàng, thì cái ủy nhiệm chi này có giống với cả cái việc mình đang đứng ở mua hàng và chọn cái lệnh thanh toán cho nhà cung cấp không? À khác đó chị, nó sẽ khác nhau. Nên em nói là mình ở đây mình tham chiếu này, tham chiếu bản chất tham chiếu ở đây có nghĩa là mình gắn một cái gì đó vào để sau này nó là bằng chứng cho cái việc mình đối chiếu. Còn lại nha, cái nghiệp vụ mà hồi nãy chị đi từ chứng từ mua và chị chọn trả nhà cung cấp, nó là nghiệp vụ gọi là nó ràng buộc dữ liệu luôn, nó không phải là gắn tham chiếu nữa. Nha, nó ràng dữ liệu vào, có nghĩa là chứng từ thanh toán nó liên quan tới chứng từ nhập hàng, nó ràng buộc vào nhau. Còn chứng từ tham chiếu này nó chỉ là giống như mình gắn giúp cho chị thấy được đây là một cái bằng chứng nó có liên quan tới chứng từ này, chứ nó không có ràng buộc nhau.
nó liên quan thôi nhưng không ràng buộc nhau chị nha. Đó, nên chị sẽ làm thao tác này giống như em đang làm, là chị chọn chi khác rồi chi trả công nợ. Rồi tiếp theo gắn tham chiếu ở đây thì chị gắn vào thôi, nó không có ràng buộc gì, tại cái ràng buộc đó nó ràng buộc bên tắp hàng tiền chị, chứ nó không phải là ở bên trên. Thông tin bên ngoài này nha, thông tin bên ngoài gắn tham chiếu này các anh chị có thể gắn thoải mái, gắn thoải mái ha, nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái phần hàng tiền bên dưới. Còn nếu mà trong trường hợp chị đi từ cái chứng từ gốc mà chị xin ra một cái chứng từ tiếp theo thì nó gọi là thông tin ràng buộc. Và phần mềm Visa trước giờ, dạ trước giờ phần mềm Visa nó theo đúng cái cơ chế là cứ mà mình xin một cái chứng từ gì đó từ kế thừa từ một chứng từ khác, nếu muốn sửa cái chứng từ trong xa hơn chứ thì anh chị phải xóa cái chứng từ gần nhất nhá, thì lưu ý giùm em điểm đó. Dạ rồi chị Quý, nếu mà bên chị Quý tính giá thành công trình thì chị cứ đưa thẳng cái chứng từ mua dịch vụ đó vào thẳng 62, xong chị gắn công trình vào để chị tính giá thành là được. Rồi em thấy chị Thoa, à chị Thùy Hoa có đặt một câu hỏi là thường thì doanh nghiệp kinh doanh về bán máy lạnh máy giặt, khi thì bán máy giặt, khi thì mình bán máy lạnh máy giặt không, khi thì bán máy lạnh có luôn cả nhân công, thì chỗ nhập hàng mình nhập như thế nào và tính giá thành như thế nào? À, ở cái phần nhân công này em đang hiểu ý chị là có phải là khi chị đi bán một cái máy lạnh xong rồi chị sẽ có cái phần nhân công đó, người ta lắp đặt cái máy lạnh đó cho khách hàng của mình. Này mình phải phân biệt nha, mình đi mua dịch vụ hàng hóa và liên có thêm một cái dịch vụ khác đi kèm. Nếu như mình mua cái máy lạnh về ấy, và có cái nhân công lắp đặt để làm tăng cái giá trị của máy lạnh lên á, thì mình mới làm cái dịch vụ mua hàng giống như em nãy giờ nha. Hay là mình mua cái dịch vụ gọi là dịch vụ chi phí nhân công lắp đặt máy lạnh, xong rồi mình là phân bổ thẳng vào cái giá trị hàng nhập kho, công cụ hay là tài sản gì đó, tùy vào giá trị của cái mặt hàng mình mua về. Rồi mình sẽ làm tăng cái giá trị nguyên giá của tài sản hoặc là làm tăng cái công cụ. Thì khi đó chị mới làm cái dịch vụ giống như em hồi nãy. Còn trong trường hợp này chị đem đi bán, em đang hiểu là chị đang đi kinh doanh thì chị đang đi bán đó. Để đi bán thì chị sẽ bán thứ nhất là mặt hàng là máy lạnh là của công ty chị. Thứ hai là thêm cái chi phí nhân công là mình bán thêm cái dịch vụ đi kèm nữa. Mình bán cho chị chứ không phải là mình ghi nhận vào như vậy đâu. Mình bán thêm một cái dịch vụ là chi phí nhân công. Thì bây giờ nó sẽ là liên quan đến cái nghiệp vụ bán hàng này. Em vào phân hệ bán nè. Đó, mình đã đi xong phân hệ mua rồi, bây giờ mình chuyển sang phân hệ bán. Thì anh chị lưu ý nha, phân hệ mua hàng thực ra em đã giải thích cho anh chị cặn kẽ về cái quy trình, một cái luồng quy trình của một doanh nghiệp, và đặc biệt là muốn anh chị hiểu bản chất phần mềm. Đó, thì ở trong cái luồng quy trình mua hàng nó có thêm một cái vấn đề mà em cũng muốn hướng dẫn thêm, đó là phần tiện ích anh chị, bù trừ công nợ. Thì anh chị nào ở đây là mình có tức làm việc với một cái đối tượng mà họ vừa là khách hàng mà vừa là nhà cung cấp của mình á, thì lưu ý giùm em một điểm để mà bù trừ được công nợ tự động này nè. Bù trừ nè, thì đối tượng đó phải cùng một mã nha. Có nghĩa là trên danh mục á, khi mà theo dõi danh mục đối tượng khách hàng ấy hoặc là nhà cung cấp á, thì luôn luôn là tích vào cái nút là nhà cung cấp trong trường hợp họ có giao dịch mua bán với mình. Còn không được tạo hai mã riêng. Nếu anh chị tạo hai mã riêng, một mã khách hàng và một mã nhà cung cấp riêng á, thì sau này nếu mà bù trừ công nợ anh chị tự bù trừ bằng tay, anh chị vào chứng từ nghiệp vụ khác để anh chị bù trừ, vì ở đây nó đang hiểu là hai đối tượng khác nhau, đối tượng mà ghi nhận 131 và đối tượng ghi nhận 331 nó đang khác nhau hoàn toàn. Do đó anh chị nào mà đang có một đối tượng cùng mua bán với mình thì lưu ý chị dùng một mã cho em, thì hệ thống nó mới hiểu được là một mã này nó đang có phát sinh 331 và phát sinh 131 để nó đối ứng, được không ạ? Rồi mình chuyển sang cái phần bán hàng. Tại vì cái phân hệ bán hàng này nó là cũng nghiệp vụ khá là tương đồng với phân hệ mua hàng. Do đó một số cái tiện ích như là bù trừ công nợ hay là đối trừ chứng từ em sẽ không nói lại nữa. Nó chỉ khác nhau là bây giờ chứng từ mình đi thu tiền thôi. Là đối với đối trừ chứng từ thì bây giờ mình đi thu. Còn bù trừ công nợ thì nó lại quay ngược lại y chang mua thôi ha. Rồi vậy cái luồng quy trình của nghiệp vụ bán hàng thì mình sẽ có lập báo giá nè, lập đơn đặt hàng, lập hợp đồng mua. Lập hợp đồng bán, xin lỗi, lập hợp đồng bán. Rồi mình ghi nhận doanh thu, rồi mình xuất hóa đơn. Rồi mình có nghiệp vụ là trả lại hàng trong trường hợp là khách của mình họ trả lại hàng. Rồi mình có đi giảm giá và mình thu tiền. Y chang cái luồng nghiệp vụ vậy. Và anh chị lưu ý giúp em, ở đây có anh chị là mình có làm báo giá thì mình nên sử dụng phần mềm anh chị. Mình làm báo giá và mình thiết kế cái file báo giá nó giống như cái file mình đang sử dụng á. Thì ít nhất là mình sẽ được những cái lợi ích gì. Thì anh chị vào báo giá giùm em. Rồi, đặc biệt là những anh chị này là mà mình đang thông thường mình mua bán hàng thương mại nhiều á. Thì anh chị thấy nha, nếu mà trường hợp anh chị làm file báo giá ngoài Excel thì anh chị lại phải đi tạo một cái file, một cái sheet là danh mục hàng, rồi sheet là thông tin khách hàng,
rồi bắt đầu là anh chị phải dò tìm VLOOKUP, HLOOKUP gì đó, rồi anh chị là phải lên cái file báo giá rất là thủ công. Thì ở đây nè, anh chị sẽ có sẵn là danh mục đối tượng rồi và danh mục vật tư hàng hóa rồi, thì ở đây anh chị chỉ cần bấm thêm cho em thôi. Rồi anh chị sẽ có lấy luôn được thông tin khách hàng ở đây luôn nè. Và thêm một ưu điểm nữa là khi mà mình có cái file này rồi, mình in ra là cái việc là tiện ích cho mình đúng không, rồi tiện ích cho kế toán nữa, kế toán là sẽ có thể kế thừa từ báo giá để họ lập luôn cái đơn, cái chứng từ bán hàng luôn đúng không ạ. Rồi mình gõ thông tin số báo giá, ngày báo giá, rồi hiệu lực báo giá đến ngày nào, rồi chọn mã hàng mà mình bán cho người ta là mã hàng gì. Ở đây cũng vậy luôn anh chị, anh chị có thể vào mẫu này, mình quản lý mẫu, mình tùy chỉnh đi. Tại vì cái mẫu này em đang để nó đầy đủ thông tin nên mỗi lần em làm là em phải vào em sửa anh chị. Anh chị cứ thiết lập một lần ban đầu rồi để sau này mình sử dụng luôn. Rồi, mình bấm cấp, mình áp dụng ra. Rồi, mình gõ vào đây là họ đặt hàng bao nhiêu? 50 cái, đơn giá bao nhiêu? 1.500.000. Rồi, em nhận được một câu hỏi nha, tiếp theo em sẽ trả lời phần đó nha. Rồi, sau khi mình lập xong báo giá như thế này thì mình lung thôi. Rồi, mình có thể in báo giá bên trên. Thực ra anh chị em có rất là nhiều anh chị hỏi em là cái báo giá này mình có thể thiết kế theo cái mẫu của doanh nghiệp không á. Là doanh nghiệp thông thường có mẫu báo giá đẹp và có logo, rồi logo chìm, logo nổi gì đấy, thì rất là nhiều báo giá khác nhau. Tuy nhiên để thiết kế cái mẫu thì nó sẽ có một bài hướng dẫn riêng á. Thì em sẽ xem xét là em quay video, em hướng dẫn anh chị để anh chị thiết kế cái mẫu chứng từ cho nó dễ mà nó sẽ đáp ứng đúng theo cái thực tế của doanh nghiệp mình á. Ở đây tạm thời thì em sẽ sử dụng mẫu của phần mềm nha. Anh chị có báo giá như thế này nè. Đó, anh chị có thể xuất ra. Đó, xuất khẩu ra đây. Đó, xuất PDF hay xuất Excel gì đó, xuất Word gì đó. Sau đó rồi anh chị sẽ dùng email anh chị gửi đi. Ha, hoặc là ở đây anh chị có thể thiết lập và gửi email rồi gửi Zalo gì đó. Để anh chị gửi đi. Đó, thì như vậy anh chị sẽ không phải làm ngoài Excel nữa. Rồi, để đi tiếp phần này thì em xem một câu hỏi của chị Luyện. Là muốn xem báo cáo chi tiết bán hàng có mã hàng, giá vốn, doanh thu bán được theo từng chứng từ bán thì mình có thể vào nào để xem. Rồi tí nữa em sẽ nói phần báo cáo nha. Chứng từ điện, nước, điện thoại khai luôn ở phần ủy nhiệm chi, thanh toán tự động qua ngân hàng và khai thẳng ở phía chi luôn được không? Hay nhất định phải vào chứng từ mua để khai báo thanh toán sau? À dạ, đối hồi nãy em cũng có nói đó, đối với điện, nước, điện thoại đấy thì thông thường các anh chị cũng hay làm ở phân hệ quỹ này. Cái việc mà anh chị làm ở phân hệ mua hàng á thì nó sẽ giúp cho anh chị là ví dụ như mình thêm được là sổ chi tiết mua hàng. Nếu anh chị có nhu cầu biết được là trong kỳ đó mình mua những mặt hàng gì thì mình làm ở phân hệ mua hàng. Còn nếu mà mình chỉ cần biết là mình thanh toán cái khoản gì thôi thì mình vào phân hệ quỹ luôn, mình lập thẳng chứng từ chi tiền cho em luôn. Đó, mình muốn là chi tiền điện nước thì mình vào cái phân hệ chi tiền. Phân hệ quỹ hoặc là ngân hàng mình bấm chi tiền ha. Rồi ở đây nè, mình chọn là chi khác. Rồi mình hạch toán cho em đầy đủ lý do chi là chi tiền điện, hạch toán bên tắc, hạch toán và bên tắc thuế đầy đủ cho em. À anh chị lưu ý một điểm nha, đối với chứng từ mua hay chứng từ bán, nãy giờ em vừa nói em lại quên phần đó. Chứng từ mua nè anh chị. Anh rất là nhiều anh chị bị lệch là cái bản kê. Bản kê thuế với là sổ cái là do là nhiều khi anh chị quên gõ thuế xuất mình. Cái thuế xuất nha, không gõ nó không lên sổ cái, à không lên bản kê này. Rồi thêm một cái là nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào không chọn nè nha. Thì lưu ý giùm em trên cái chứng từ mua cũng vậy, để ý giùm em điểm này. Dạ rồi, thì em trả lời câu hỏi của chị Linh ha. Rồi quay ngược lại phân hệ bán hàng tiếp. Rồi đây là mình quản lý được tất cả các báo giá, thì anh chị thấy nó cũng khá là giống với cái giao diện của đơn mua hàng. Nó cũng giống nhau thôi, nó cũng không khác biệt gì lắm đâu. Rồi anh chị qua cái đơn đặt hàng cho em. Rồi ở đơn đặt hàng á, thì anh chị mà có, các anh chị bên phòng kinh doanh á, thực ra là cái đơn đặt hàng này nếu mà anh chị triển khai cái bản mà Amit kế toán của Misa, rồi đó em đi triển khai cái bản Amit kế toán kèm bản CM là bản bán hàng anh chị, quản lý bán hàng á, thì mình có thể là lấy được cái đơn đặt hàng này từ phần mềm quản lý bán hàng của Misa Amit CM á, mình về đây. Nếu mà dùng cái bản online đồng bộ với nhau. Còn đây thì đối với trường hợp công ty mình có phòng kinh doanh á, mà mình nên để cho các anh chị vào đây tạo đơn mua hàng. Ít ra mình cũng sẽ kế thừa được tất cả những cái đơn mua hàng mà mình lập chứng từ bán hàng luôn.
đơn mặt hàng để lập chứng từ bán hàng luôn. Rồi anh chị bấm thêm. Rồi ở đây này, tại cái phần đơn đặt hàng khi anh chị thêm á, nó sẽ cho anh chị lập từ báo giá hay lập từ hợp đồng bán. Đúng không ạ? Rồi, anh chị chọn là lập từ đơn đặt hàng. Thì anh chị sẽ ai lập từ báo giá thì anh chị chọn báo giá đây cho em. Còn anh chị lập từ hợp đồng bán thì tất nhiên trong cái tab hợp đồng bán nó phải có thì anh chị mới chọn được. Rồi, anh chị chọn báo giá thì nó sẽ ràng buộc cái báo giá đây cho anh chị luôn. Rồi, anh chị có thể kế thừa được toàn bộ thông tin bên dưới. Cũng tương tự luôn, đơn đặt hàng anh chị chọn tình trạng chưa thực hiện cho em. Rồi, ngày giao hàng dự kiến là ngày nào. Rồi, anh chị lưu lại. Rồi, một số tính năng tiện ích thì y chang cái đơn mua hàng ha. Cái này em không nói lại. Rồi, ở đây anh chị có thể lập chứng từ bán nè. Đứng đây lập chứng từ bán hoặc là mình qua tab bán hàng. Rồi, mình thêm chứng từ bán cho em. Và chứng từ bán ở trên này nó cũng có cái tiện ích này cho mình luôn anh chị. À, em xin lỗi ha, không phải là cái tiện ích bên này mà góc bên trái anh chị nè. Anh chị có thể lập được từ báo giá, từ đơn đặt hàng, từ hợp đồng bán, từ phiếu xuất, từ hóa đơn, từ mua hàng vân vân này. Đó. Lưu ý là mình nên tận dụng những cái tiện ích này của phần mềm mà mình không được tự vào đây rồi lập thủ công. Rồi, thêm một cái tình huống phát sinh nữa anh chị là có thể là mình sẽ sử dụng phần mềm Minvoice của Misa. Phần mềm phát hành hóa đơn Minvoice của Misa thì anh chị lưu ý nha. Nếu anh chị sử dụng Minvoice thì anh chị nên thiết lập kết nối với kế toán với phần mềm này nè. Để anh chị thiết lập và cơ chế của nó là đi dữ liệu xuôi á. Có nghĩa là anh chị sẽ ghi nhận doanh thu, sau đó anh chị phát hành hóa đơn. Tại vì bản chất của cái việc mà anh chị xuất hóa đơn là anh chị đã ghi nhận doanh thu rồi. Thì anh chị nên không làm lùng ngược lại, là có rất là nhiều anh chị vào Minvoice xuất hóa đơn riêng. Rồi vào đây thiết lập làm ghi nhận doanh thu. Rồi đồng bộ dữ liệu trên Minvoice về. Rồi bắt đầu lập chứng từ bán hàng kế thừa từ Minvoice. Bắt đầu nó sẽ xảy ra một loạt vấn đề, làm thứ nhất là mã hàng ở trên Minvoice đã thiết lập nhưng mà về đây mình chưa thiết lập. Rồi về đây lại đi thiết lập một lần nữa. Anh chị thấy nó mất thời gian không? Nên anh hiểu trong trường hợp các anh chị nào đang sử dụng hóa đơn của Misa luôn thì thiết lập đồng bộ kết nối với đây, vào đây cho em và xuất hóa đơn theo luồng dữ liệu xuôi kế thừa từ chứng từ bán hàng. Còn các anh chị mà sử dụng hóa đơn của bên nhà cung cấp khác thì mình làm bình thường. Vào đây, chọn là lập từ báo giá hay lập từ đơn đặt hàng hay lập từ hợp đồng bán gì đó. Thì có cái gì thì thừa kế thừa cái đó. Rồi ví dụ như là lập báo giá đi, tích vào đây cho em. Thì ở trên này phần mềm sẽ hỏi là anh chị bán hàng hóa dịch vụ trong nước này, hay là bán xuất khẩu này, bán đại lý đúng giá gì đó, hay ủy thác xuất khẩu, có kiêm phí xuất kho hay không. Thì anh chị hiểu bản chất phần mềm nhé. Cái nút mà kiêm phí xuất kho nó chính là cái tab này, phí xuất. Cái nút mà lập kèm hóa đơn nó chính là cái tab này. Cái nút mà chưa thu tiền nó chính là cái tab này. Nên anh chị sẽ bỏ điền cái tích thì nó sẽ mất điền cái tab. Bỏ điền cái tích thì nó mất điền cái tab. Còn cái tab này chắc chắn nó sẽ còn thôi. Nó chỉ có xác nhận là, nó chỉ hỏi mình là bây giờ là chưa thu tiền hay là thu tiền ngay thôi. À. Đó. Mình chưa thu tiền thì hệ thống tự động mặc nhiên là thiết lập công nợ cho anh chị. Ở đây anh chị lưu ý là nó sẽ có một cái phần gọi là khi mà anh chị lập chứng từ á, anh chị có rất nhiều anh chị hỏi em là Nhi ơi, vậy trên cái chứng từ này á, anh chị làm sao thấy được cái số tồn của vật tư để chị biết được anh chị lấy mặt hàng nào, lấy mặt hàng nào hoặc là lấy ở con nào, thì anh chị có thể nhấn Ctrl F2 và anh chị nhấn vào đây này, xem số tồn vật tư để anh chị biết được ở kho nào, tên kho. Chứ anh chị không cần phải mất thời gian mở thêm một cái báo cáo kho xong rồi vào đó xem rồi qua đây mới ngồi chọn mặt hàng nha. Tại vì thực ra là báo giá nó kế thừa qua, nó sẽ không có kế thừa qua cái kho đâu. Đúng không ạ? Thì mình sẽ vào đây để mình sẽ thiết lập đi từ hàng đi từ kho nào á. Đây nè, tại vì mình kiếm phí xuất kho mà. Thì chắc chắn mình phải biết là hàng đi từ kho nào ra. Rồi. Và anh chị điền một số thông tin cho em vào. Ngày hạch toán, ngày chứng từ, số chứng từ. Kiểm tra lại mã hàng. Giá thì kiểm tra lại một lần nữa trên báo giá và hiện tại thực tế thì bán có khớp nhau hay không, hoặc là có tăng giá gì không thì gõ vào. Rồi qua tab thuế kiểm tra lại thông tin xem là tài khoản thuế đồ có đầy đủ hết chưa. Nếu mà tài khoản thuế anh chị không có nha thì nó là sổ cái đấy. Rồi qua tab giá vốn xem là cái kho mình chọn đi đúng kho chưa, có đổi lại kho không. Lưu ý giùm em, rất là nhiều anh chị họ bị nhầm này nè anh chị. Anh chị nói với em là cái kho này anh chị đổi thành kho khác được không. Là anh chị lưu ý nha, cái bài tập em đưa á, là nó chỉ là một cái dữ liệu gọi là dữ liệu mẫu mà nó là đại diện cho một cái đơn vị nhỏ thôi, trong cái lượng doanh nghiệp lớn mà mình tiếp cận đúng không?
Thì cái kho ở đây nè, có những anh chị có ít kho, ví dụ một kho thì mình đặt kho công ty cũng được, đặt CTI luôn, là công ty luôn. Có nhiều kho thì mình đặt nhiều kho, và chắc chắn là khi anh chị chọn kho ở đây nó sẽ là nhiều kho hàng nha. Chứ không phải là tài khoản kho hái này, nó khác nhau nha anh chị. Đừng có hầm nhầm lẫn hay này nha. Cái này gọi là kho hàng hóa, hoặc là kho công cụ, hoặc là kho nguyên liệu, nói là cái kho thực á. Còn đây là tài khoản kho trong cái điện khoản kế toán này. Tại vì trên kế toán có thể là anh chị tiết khoản là 15611, 15612 là bình thường. Còn cái kho này thì anh chị cứ kho quận 1, quận 2, quận 3, quận 5, quận 7 gì là bình thường. Tùy thuộc vào thực tế anh chị có bao nhiêu kho thôi. Đúng không ạ? Giống như em đi triển khai một doanh nghiệp bên quận 4 này, họ có tới 5, 7 cái kho là họ bán mặt hàng về hàng điện máy cho mấy cái siêu thị anh chị. Rất là nhiều kho. Thì khi đó vào đây thì mình cứ chọn đúng cái kho mà mình xuất hàng đi thôi. Còn đây chính là tài khoản kho của sổ kế toán. Công việc hai này cho em nha. Rồi lưu lại. Cái này số hóa đơn gõ vào đi. Cái này là trong trường hợp mà anh chị phát hành hóa đơn bằng phần mềm khác nha. Thì anh chị mới gõ số hóa đơn được. Còn nếu anh chị phát hành phần mềm bằng phần mềm hóa đơn của Misa mà có tích hợp thẳng vào kế toán, cái chỗ hóa đơn này nó sẽ không cho mình gõ số liệu. Có nghĩa là cái này nó sẽ xuất hiện cái, nó là hình xám hoặc tô xám, không gõ được vào đây, nó sẽ sinh số hóa đơn tự động cho anh chị, mà anh chị chỉ cần bấm nút phát hành thôi. Rồi cái này là trong trường hợp em giả định là em không kết nối gì hết với một mình hóa đơn điện tử hết nha anh chị, em bấm cất. Rồi thì cái nút hình bánh răng này anh chị nha, là anh chị lưu ý để mình kế thừa nhiều dữ liệu cho em nha. Cái này là em đang sốt quá. Rồi anh chị đã thấy có xuất hiện một cái cảnh báo này, mình sẽ xử lý như thế nào nha. Ví dụ em nói ví dụ là trong trường hợp là anh chị chỉ lập cái chứng từ này để chị in ra cho bên bên kho người ta xuất hàng tạm. Thế anh chị có nghĩa là anh chị nói là ngữ cảnh là mình chưa lập chứng từ mua mà mình lập luôn chứng từ bán rồi, có nghĩa là mình chưa đẩy hàng vào kho kế toán nha. Còn kho thực tế nhiều khi hàng đã về rồi thì làm sao, thì mình cứ in bình thường cho em cũng được. In bình thường, in chứng từ ra. Đây, vào đây để in bình thường ra. In phía xuất kho để bên kho soạn hàng. Nhưng mà có những anh chị nói với em là chị muốn lưu luôn, rồi bên chị là tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ, thì bây giờ chị muốn lưu chứng từ đó luôn, rồi chị muốn nhập hàng sau thì kệ chị, miễn nhập trong kỳ đó là được rồi. Thì chị làm như sau cho em. Chứng từ này mình bắt buộc mình phải ghi sổ. Có nghĩa là mình nói là mình ghi sổ sách kế toán luôn mà, tại vì mình ghi nhận doanh thu rồi mà, mình phát hành hóa đơn luôn mà, thì mình cứ ghi sổ. Và để ghi sổ được á, nếu để nó không xuất hiện cảnh báo đó, anh chị vào hệ thống tùy chọn cho em. Rồi vật tư hàng hóa anh chị tích là cho phép xuất hóa lượng tồn luôn đi, đúng không ạ? Có nghĩa là hệ thống nó sẽ cho phép xuất hóa lượng tồn, là hệ thống nó sẽ cho mình ghi sổ chứng từ, mình bổ sung hàng hóa về sau, miễn sao cuối kỳ mình kiểm tra hàng hóa không bị âm là được. Thì buổi tiếp theo á, em nói về cái phân hệ mua, phân hệ quỹ, phân hệ ngân hàng và phân hệ kho, thì em sẽ nói với anh chị các trường hợp mà mình bị là ví dụ như là dương số lượng âm giá trị, rồi là số lượng thì bằng không nhưng giá trị bị âm, hoặc là số lượng bằng không giá trị dương gì đấy. Nói chung là tất cả những cái trường hợp phát sinh để anh chị biết là đối với doanh nghiệp mình thì nó là đang bị trường hợp nào và cách khắc phục như thế nào. Rồi khi anh chị thiết lập cái đó xong rồi, anh chị bấm ghi sổ cho em thôi là xong. Rồi và phát hành hóa đơn bình thường, đúng không ạ? Rồi cái ngữ cảnh tiếp theo là mình không phát hành hóa đơn. Đó là mình lập chứng từ bán, mình chưa phát hành hóa đơn, thì mình có thể phát hành hóa đơn sau bằng cách là xuất hóa đơn ở đây cho em. Ở đây chị Ngọc Anh có hỏi em một câu là muốn bán hàng in phía xuất kho mà chị muốn có số lượng giao cho khách thôi, không muốn xem được đơn giá hay để cho bên lái xe cầm, đúng không chị? Thì cái đó nó là còn liên quan đến cái mẫu, cái phiếu xuất kho chị in á. Quay ngược lại cái chứng từ này nha. Khi chị in đó, các anh chị lưu ý giùm em cái mẫu mà khi mà mình in mẫu phiếu xuất kho nè. Ví dụ mẫu phiếu xuất kho mẫu A5 đi. Thì ở đây nè chị, mình có thể sử dụng cái mẫu này cũng được chị nè. Nó là phiếu xuất kho không thôi nè. Thực xuất thì khi mà ra ngoài kho thì bên kho người ta sẽ điền vô cái số lượng thực xuất này. Còn cái số lượng này là trên sổ kế toán. Xuất ra 50, 20. Còn thực xuất bao nhiêu bên kho người ta gõ vô, người ta lấy viết người ta gõ vô đây. Còn đơn giá thành tiền không có chị nè. Nói chung là cái mẫu biểu thì nó sẽ linh động là nhiều so với cái nhu cầu của doanh nghiệp mình đó. Nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu này anh chị. Thực ra em hướng dẫn thiết kế mẫu gì trong cái phần này, em kéo cái này lên, nó sẽ có cái chỗ thiết kế mẫu in này,
hoặc là tùy chọn in trong này anh chị có thể là bấm ha, mình sửa cái mẫu nào đó trong này. Nhưng mà về cái chỗ sửa mẫu này nó rất nhiều thời gian á, nên em sẽ làm cái bài hướng dẫn riêng của mình. Tạm thời thì mình cứ áp dụng sử dụng cái mẫu của phần mềm. Thao tác của chị Thảo nói là SME thì mình có liên kết với phần mềm hóa đơn của Misa, nhưng mà có ngày phần mềm trên phần mềm kế toán mình xuất không được, mình phải lên web xuất. Sau đó thì mình sẽ phải nhập cập nhật lại số hóa đơn làm sao để lên được bảng kê. Cái này là chị, thực ra là thao tác á, mà mình cập nhật ngược lại á, anh chị lưu ý giùm em nè. Thứ nhất là mình sẽ thiết lập là kết nối với phần mềm Minvoice cái đã, đúng không ạ? Phần mềm phát hành hóa đơn nè, mình kết nối phần mềm, mình gõ thông tin để mình kết nối vào đây cho em, là cái này là chị đã làm rồi. Cái thứ hai anh chị vào cái phần mà hệ thống này tùy chọn này, rồi em chỉ hướng dẫn làm chị vào cái tab bản hiện nghiệp vụ nè, chị vào nâng cao nè, cái chỗ này nè, chị bấm vào cái phần bán hàng, chị thiết lập đề nghị cái nhận doanh thu cho em, tích vào cái nút này cho em được không? Sau đó khi đó thì hóa đơn của chị nó sẽ chạy về đây nè, nó sẽ chạy về đây, bắt đầu chị sẽ tích vào từng hóa đơn á, chị thiết lập lập chứng từ bán, khi đó gọi là kế thừa từ hóa đơn lập thẳng chứng từ bán hàng á, khi đó thì nó sẽ lập luôn chứng từ bán và lập luôn hóa có số hóa đơn cho chị luôn. Còn không á, cách thứ hai nha là chị bỏ kết nối Minvoice luôn, bỏ hết toàn bộ mọi thứ không liên quan gì tới Minvoice nữa, bắt đầu chị lập lại từng chứng từ bán, nhưng mà cách đó thì thủ công hơn, đúng không ạ? Cách đó thì rất là thủ công, còn cách mà em đang làm với chị là rất là tiện luôn. Em sẽ gửi cho chị một cái đường link hướng dẫn chi tiết cách làm từng bước một, cũng giống như em hướng dẫn thôi, là chị sẽ thiết lập kết nối Minvoice là bước một, bước hai chị vào hệ thống tùy chọn chọn ẩn hiện nghiệp vụ thiết lập nâng cao, ẩn hiện nghiệp vụ thiết lập nâng cao, tích vào cái nút phân hệ bán hàng, chọn đề nghị cái nhận doanh thu, rồi sau đó chị quay ngược lại cái tab bán hàng đề nghị ghi nhận doanh thu, thiết lập lấy dữ liệu từ Minvoice về, nó sẽ lấy hàng loạt hóa đơn về đây cho chị, và chị bấm vào link phải và cái chứng từ và cái hóa đơn đó đó, lập chứng từ bán hàng là xong. Cách này thì nó sẽ nhanh hơn, có nghĩa luồng dữ liệu nó đang đi ngược lại, có nghĩa là trên Minvoice mình lập hóa đơn xong mình quay ngược lại đây mình ghi nhận doanh thu vậy đó, còn cái luồng mà mình lấy mình từ chứng từ bán hàng mà mình đi xuất hóa đơn á, thì nó là luồng dữ liệu xuôi. À, trước khi trả lời câu hỏi chị Hà, em nói lại thêm kỹ thêm cái phần mà chị Thảo thắc mắc nữa nè. Vì sao em nói là bỏ kết nối Minvoice? Vì khi chị bỏ kết nối Minvoice, nó lại quay ngược lại tình huống là giả định là phần mềm chị không liên quan gì tới việc phát hành trên phần mềm Minvoice, mà giống như chị đang sử dụng một phần mềm hóa đơn điện tử của mình nhận cấp khác vậy đó. Hiểu không? Cái thao tác mà mình vào phân hệ bán hàng, mình lập một cái chứng từ bán hàng độc lập, rồi mình cứ thêm độc lập và mình gõ hóa đơn riêng, thì nó giống y chang cái tình huống là chị coi như mình không sử dụng gì của Minvoice cả, và mình gõ số hóa đơn vào thì nó vẫn lên bảng kê bình thường chị. Chị đang hiểu như là giả định là mình không dùng Minvoice vậy đó, mình bỏ kết nối Minvoice, bỏ hết tất cả mọi thứ, tách rời hết để cho cái phần số hóa đơn này nó nhập được nè. Đó, được chưa ạ? Rồi em trả lời câu hỏi của chị Hằng, cuối tháng mình mới tính giá vốn hay sao? Thì mình tính, thực ra cái này nó cũng tùy thuộc vào tình huống của chị, có nghĩa là ví dụ như trong một cái thời điểm mà chị đang làm việc giữa tháng, sếp hỏi là bây giờ giá vốn mặt hàng trong tháng này là bao nhiêu, thì để trả lời được câu hỏi đó của sếp thì thôi mình chạy tính giá xuất kho đi chị, để mình trả lời được câu hỏi của sếp thì đã. Còn nếu mà sếp chưa hỏi, bảo là cuối tháng chạy lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lãi lỗ cho anh, rồi ra được doanh thu lãi lỗ, doanh thu giá vốn lãi lỗ gì đấy, thì khi đó cuối tháng chị hãy tính giá xuất kho. Nhưng mà lưu ý với em nha, là mình nên chạy tính giá xuất kho theo tháng đi anh chị, để em mình phản ánh cái chi phí của mỗi kỳ nó chính xác của kỳ đó. Trừ trường hợp mà anh chị em tiếp cận doanh nghiệp, có nhiều doanh nghiệp là tính gọi là lập báo cáo hoạt động kinh doanh theo quý này, hoặc là lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo 6 tháng đầu năm này, thì có thể mình chạy luôn cái kỳ 6 tháng. Nhưng mà thực ra là đối với nhu cầu quản trị nội bộ là doanh nghiệp yêu cầu là phải có báo cáo hàng tháng đó. Nên chắc chắn là mình chạy tính giá xuất kho theo tháng đó. Rồi các anh chị còn câu hỏi nào khác không ạ? À? Rồi ha, em đi tiếp là ngữ cảnh là ví dụ như trường hợp mình lập chứng từ bán hàng, mình chưa xuất hóa đơn, thì ở đây mình đừng có tích vào cái nút lập kèm hóa đơn, thì nó cũng giống như lập chứng từ mua mà không kèm hóa đơn đó anh chị. Đó, rồi. Thì nguyên tắc phần mềm thiết kế là theo luật anh chị. Thì ở đây nha, phần mềm chỉ có nút là lập kèm hóa đơn hoặc là mình không tích vào đây, chứ là không có là không có hóa đơn đâu nha anh chị. Rồi, chưa thu tiền hoặc là thu tiền ngay. Rồi, có kế thừa từ cái gì không thì chọn lại cho em. Rồi, sau đó anh chị chọn thông tin khách hàng.
Rồi, bán mặt hàng gì anh chị chọn bán. Và ở đây làm ngữ cảnh là đối với trường hợp không lập kèm hóa đơn nhé. Thì anh chị sẽ không nhìn thấy số hóa đơn đúng không ạ? Không nhìn thấy số hóa đơn. Rồi, anh chị vào tab này, anh chị xuất hóa đơn bình thường. Rồi, anh chị thêm một cái hóa đơn. Rồi, anh chị chọn là hóa đơn này, chọn từ chứng từ bán nào này. Rồi, anh chị chỉ cần điền thông tin mẫu số ký hiệu nữa là xong. Rồi, thì khi đó là anh chị nhìn thấy là hệ thống nó sẽ ghi nhận cho mình luôn, đúng là số lượng đơn giá luôn. Thành tiền. Rồi, có thông tin in kèm bản kê gì không? Thì thiết lập vào. Rồi, anh chị lưu lại. Rồi, gõ số hóa đơn vào. Rồi khi đó là anh chị sẽ có một cái hóa đơn mà mình phát hành mới, thì anh chị qua cái phần bán hàng này nó sẽ cập nhật số hóa đơn vào cho anh chị luôn. Rồi tiếp theo là anh chị lưu ý giùm em ha, hồi nãy trong cái phần quy trình này em không có làm cái hợp đồng với anh chị, thì cách làm hợp đồng thì cũng làm tương tự như làm hợp đồng mua thôi. Và cái mục đích của mình, cái việc mình làm hợp đồng á, thì mình cũng giúp cho mình khi mình lập chứng từ bán mình có thể kế thừa từ hợp đồng hay đơn đặt hàng đó, thì nó sẽ giúp cho công tác của mình khi mình ghi nhận doanh thu ấy. Rồi, tiếp theo là mình sẽ có nghĩa vụ trả lại hàng bán hoặc là giảm giá hàng bán, thì nó sẽ làm tương tự như là trả lại hàng mua hoặc là giảm giá hàng mua. Đó, thì anh chị bấm trả lại hàng bán thì anh chị sẽ chọn tiếp kèm thêm chứng từ trả lại là chứng từ nào. Rồi, anh chị chọn bên góc bên trên này nè, anh chị chọn chứng từ người ta trả lại hàng là chứng từ nào. Và hệ thống nó sẽ tự động ghi nhận tài khoản trả lại luôn. Lưu ý nha, đây là thông tư 200 nha anh chị. Đúng không ạ, thông tư 200 ha. Rồi. Anh chị chọn cho em là trả lại bao nhiêu, gõ vô đây trả lại bấy nhiêu ha. Rồi nó sẽ giảm tương ứng với cái số tiền thanh toán nè anh chị. Giảm công nợ tương ứng với số tiền thanh toán này. Đây là giảm công nợ anh chị thấy không? Đây là giảm công nợ này. Hai khoản này này. Đó, tổng tiền thanh toán này chính là cái số giảm công nợ nha. Rồi kim phiếu nhập kho có nghĩa là khi mà người ta trả lại thì mình nhập về. Cái nút tích này nó sẽ tương ứng với cái phần giảm trừ công nợ và tương ứng với số tiền. Còn cái nút là trả kim phiếu nhập kho nó sẽ tương ứng với phiếu nhập này. Đúng không ạ? Rồi khi mà bên khách hàng người ta trả lại hàng cho mình thì mình bấm vào cái phần hóa đơn này để mình thiết lập cái số hóa đơn người ta xuất lại cho mình. Bây giờ thì đối với cái việc mà trả lại thì mình có thể là số hóa đơn điều chỉnh này hoặc là người ta xuất lại một tờ hóa đơn. Đúng không ạ? Rồi. Rồi tiếp theo là anh chị lưu lại chứng từ cho em. Thì ở đây anh chị lưu ý giúp em một điểm nha, đối với cái giá vốn anh chị. Thì đơn giá nhập kho này, thì hệ thống nó có thể hỏi là nhập đơn giá bằng tay hay là lấy từ đơn giá bình quân cuối kỳ này. Đó, do là mình bên mình là phương pháp tính giá bình quân cuối kỳ nên hệ thống nó luôn mặc định cái này luôn. Rồi anh chị lưu lại cho em. Rồi, giảm giá thì em không làm phần này nhé. Anh chị làm tương tự như cái phần giảm giá hàng mua. Thì giảm giá hàng bán thì mình chỉ giảm trên cái gọi là cái phần tiền mình được giảm hoặc là phần tiền mình phải giảm cho người ta, chứ mình không được nhập số tiền sau khi giảm nha. Lưu ý điểm đó cho em, để mà khi mà nó giảm công nợ nó giảm đúng cái số tiền mà mình được giảm hoặc là mình giảm giá cho khách hàng thôi. Rồi thì cuối cùng là mình đi trả công nợ, đúng không ạ? Thì mình lại vào phân hệ, mình vào tab quy trình, mình bấm là thu tiền khách hàng, người ta trả công nợ cho mình đó, mình bấm vào thu tiền rồi mình chọn khách hàng. Trả tiền cho mình là khách hàng nào, mình bấm lấy dữ liệu thì mình lại quay ngược lại cái tình huống giống như hồi nãy em làm chứng từ mua vậy đó. Nếu mà trong trường hợp là anh chị chọn là thanh toán không nợ theo từng chứng từ thì anh chị không cần phải đối trừ chứng từ. Còn nếu mà anh chị thanh toán riêng vào phân hệ quỹ ngân hàng và gọi là khu khác á, thì mình sẽ phải đối trừ chứng từ. Rồi sau đó mình lưu lại cho em, cái này trả bằng tiền mặt, mình lưu lại. Lưu ý nha, giúp em là cái chứng từ này này là nó trên 20 triệu á, thì sẽ thanh toán tiền gửi nè anh chị. Chọn tiền gửi nhé, bấm thu tiền nè. Rồi hệ thống điều hướng mình sang cái chứng từ thu tiền khách hàng và ràng buộc luôn cái tham chiếu này cho mình luôn nè anh chị. Tham chiếu này không phải là tham chiếu mình gắn đâu nha anh chị. Tham chiếu này là tham chiếu hệ thống tự động ràng buộc, mình không phải là làm thao tác thủ công bằng cách nhấn vào đây rồi mình chọn cái chứng từ để mình gắn vào đâu. Đúng không ạ? Sau đó mình lưu lại. Rồi và cuối cùng cái quy trình này là mình đi xem các báo cáo. Thì quay trở lại câu hỏi của trong group của mình thì có một anh chị hỏi em là
chị Ngọc Anh hỏi em là bán hàng. À không phải chị Ngọc Anh, xin lỗi. Anh Luyện hay là chị Luyện ha, có hỏi em là muốn xem báo cáo chi tiết bán hàng có mã hàng, giá vốn và doanh thu bán được theo từng chứng từ bán, để mình là mình có thể vào đâu để xem. Thì trong này nè, trong cái phần mà bán hàng á, anh chị sẽ có cái báo cáo đúng không, anh chị xem báo cáo ở đây thì thông thường á các anh chị hay sử dụng làm đây là báo cáo bán hàng, mình sẽ có là cái báo cáo chi tiết bán hàng, sổ chi tiết bán hàng á, sổ chi tiết bán hàng này hoặc là sổ chi tiết bán hàng theo mặt hàng á. Đây em xem cho em, chờ ở trên chị xem báo cáo này trước. Thì anh chị sẽ nhìn thấy theo từng chứng từ nè, hệ thống trải phẳng dữ liệu ra theo từng chứng từ đúng không? Thì anh chị sẽ nhìn thấy được là đối với chứng từ này thì sẽ có bán mặt hàng gì, đơn giá bao nhiêu, doanh số bao nhiêu. Ở đây nó sẽ có cột giá vốn á. Em sẽ chạy tính giá xuất kho xong rồi em cho anh chị thấy giá vốn nha. Anh em sửa lấy cái phần giá vốn lên. Đây anh chị sẽ nhìn thấy là đây cột đơn giá vốn đây, và giá vốn đây em sẽ chạy tính giá xuất kho cho anh chị ha. Hai mặt hàng này, mấy mặt hàng này là mình có hàng trong kho N6, N7, 21 in. Em kiểm tra có hàng trong kho nha. N6, N7, 21 in đúng không? N1 in là sao N7 có hàng. Cái mặt hàng này đang bị âm kho. Một cái thì em nhập thêm cái N6 vào đã anh chị. Em lập một chứng từ nhập N6 vào để nó tính giá xuất kho. Thì bây giờ em sẽ nhân bảng chứng từ này lên thành một chứng từ mới. Đó, rồi em gõ vô đây là em mua 55 cái đi cho nó có hàng trong kho để tính giá xuất kho, nó có ghi nhận giá vốn không có gì. Rồi bây giờ mình sẽ tính giá xuất kho này để nó ghi nhận giá vốn để trả lời được cái câu hỏi của chị Luyện nè. Rồi, tính giá xuất kho. Khi nào mà đi đến phân hệ kho em sẽ hướng dẫn cho anh chị một số cảnh báo như vậy. Cảnh báo nào thì mình nên để ý, cảnh báo nào không để không cần để ý bỏ qua. Rồi, bây giờ mình sẽ xem sổ chi tiết bán hàng. Rồi mình tưởng thiết lập bình thường, thống kê theo cái gì? Ha? Hay là không chọn? Rồi kỳ báo cáo là kỳ nào? Thiết lập tham số. Rồi đơn vị là có theo đơn vị nào không? Có theo nhân viên nào không? Có theo nhóm khách hàng hay nhóm vật tư hàng hóa nào không? Thì anh chị lưu ý ở đây ạ. Trong trường hợp mà các anh chị này mà mình có nhu cầu quản trị, ví dụ như là mình hay có những câu hỏi của sếp là sếp bảo là em ơi, nhóm khách hàng miền Nam hiện tại là cái tháng này mua được bao nhiêu doanh số, tạo ra bao nhiêu doanh số cho công ty vậy? Hay là khách hàng miền Bắc, khách hàng miền Trung, khách hàng miền Tây gì đó, hay là khách hàng Hồ Chí Minh? Thì anh chị lưu ý anh chị nên phân loại khách hàng ra thành nhóm cho em nha. Để khi mà anh chị vào đây anh chị chọn nhóm luôn nè. Trong cái danh mục khách hàng á, anh chị phân nhóm ra cho em, thì sau này anh chị vào đây anh chị chọn nhóm luôn là nó sẽ xuất hiện, nó sẽ gọi là cái điều kiện này, điều kiện cần, điều kiện ràng buộc cho cái danh mục khách hàng nó xuất hiện theo. Cái nhóm này là anh chị phân nhóm miền Nam thì ở dưới này nó sẽ chạy theo tất cả những khách hàng của cái nhóm này chạy ra anh chị ha. Đó, nên tùy thuộc vào cái nhu cầu của nhà lãnh đạo, nhà quản trị của mình cần cái gì. Rồi ví dụ nhóm vật tư hàng hóa họ yêu cầu mình là ai mời cho anh biết là cái nhóm mà bóng đèn điện thì tháng này là bao nhiêu doanh số, hay là nhóm em làm, nói chung là những nhóm hàng mà mình phân loại anh chị, nhóm đèn điện này, nhóm ống nước này vân vân đó, thì anh chị có thể phân loại ra để mà sau này mình xem báo cáo cho nó nhanh. Và để phân loại thì mình lại vào danh mục vật tư hàng hóa, mình phân nhóm cho em, anh chị bấm đồng ý. Rồi ở đây anh chị sẽ thấy là đối với một chứng từ bán, rồi sẽ mình bán mặt hàng gì, rồi giá vốn là bao nhiêu, rồi đơn giá vốn là bao nhiêu. Anh chị lưu ý nha, cái cột giá vốn này nè nó sẽ tương ứng với tổng số, gọi là tổng giá trị cái lô hàng bán ra nha, còn đơn giá vốn nó sẽ tính trên một đơn vị nha. Đúng không ạ? Còn cái này là mình do là người ta trả lại hàng anh chị, nó là nhận giảm giá vốn thôi. Đúng không ạ? Nhớ nha, cái cột giá vốn này là giá tính trên toàn bộ lô hàng, còn đơn giá vốn thì tính trên một đơn vị. Rồi ở đây có một điểm lưu ý là anh chị lưu ý giùm em này, là cái phần mà khi anh chị lập chứng từ bán để mà nó lên được cái báo cáo đó mà ghi nhận giá vốn luôn anh chị, thì anh chị trong cái phần bán hàng này
Anh lịch chị lập chứng từ bán và kim phí xuất kho cho em nha. Kim phí xuất kho. Thì nó mới hiểu được là à, chứng từ công đoạn này nè, chứng từ doanh thu này nè, nó đối ứng với chứng từ giá vốn mình. Hiểu mà? Chứ anh chị không có tính đến giá xuất kho á, là à, anh chị không có tính vào là kim phí xuất kho á, là cái báo cáo này nó không có lên phần giá vốn. Nó không có lên phần giá vốn tại cái báo cáo bán hàng, sổ chi tiết bán hàng á, mà anh chị lại xem cái phần giá vốn trên cái phần báo cáo kho riêng sổ chi tiết vật tư hàng hóa. Rồi, rồi một số cái báo cáo khác thì anh chị vào cái phân hệ báo cáo, anh chị khai thác báo cáo về công nợ cho em. Bán hàng này, à, nó sẽ có là tổng hợp công nợ phải thu cho khách hàng này, hay là tổng hợp công nợ chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, nó là quay ngược lại tương tự như cái báo cáo mua hàng mà có chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn á. Đúng rồi, bên 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 mình á, em thấy có một câu hỏi của bạn Luyện nè, là bên mình có theo phương pháp đích danh báo cáo này thì theo được chứng từ hóa đơn của nhà cung cấp nào? À, có nghĩa là bạn đang nói là bạn muốn lấy luôn cái chứng từ nhập kho đúng không? Chứng từ nhập hả? Có nghĩa là nó sẽ lấy luôn được cái giá vốn đó. Đây, chi tiết bán hàng này. Còn số phiếu nhập thì nó không không có xuất hiện đâu, nó lên được cái giá vốn cho bạn thôi. Ở báo cáo này là bạn lên được là dữ liệu như thế này nha, cái nghĩa là đối với đích danh á, thì nó lại 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 không có phải phức tạp như nó không, có nghĩa là đối với giá vốn của đích danh thì nó lại đơn giản rồi, cái phần đơn giá vốn thì nó lấy theo đúng chứng từ nhập rồi mà, nó lấy theo đúng chứng từ nhập của bạn rồi, nên chắc chắn là giá vốn này là nó mà hiển thị thì có nghĩa là bạn chọn đúng chứng từ, có chọn chứng từ rồi, còn không hiển thị thì bạn do là bạn không chọn chứng từ thì nó cũng không ghi sổ đâu. Rồi ngoài ra mình sẽ khai thác cho em là báo cáo tổng hợp công nợ phải thu nè, chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn nè, chi tiết công nợ phải thu khách hàng nè. Rồi, chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng nếu có nè, rồi tuổi nợ. Mấy cái báo cáo liên quan tới tuổi nợ hoặc là thông báo công nợ thì mình sẽ phải sử dụng mấy cái báo cáo. Trong cái phần bản này thì em xem coi. Bản đối chiếu xác nhận công nợ nè. Liên bản đối chiếu và xác nhận công nợ mình lấy báo cáo này nè. Rồi, báo cáo tuổi nợ nè. Rồi nếu mà anh chị nào mà có theo dõi về đơn đặt hàng á thì mình sẽ xem là tình hình thực hiện đơn đặt hàng này. Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng này. Đây thì mình sẽ thấy nè, số lượng đặt nè, đã giao nè, còn lại nè, doanh số nè. Đó, hiện tại là em cũng có kế thừa từ cái đơn đặt hàng này á. Nó thể hiện là đã giao và còn lại là bao nhiêu. Anh chị lưu ý giùm em nha, cái báo cáo mà tuổi nợ này anh chị nè. Cái báo cáo nó lấy dữ liệu từ đâu nha anh chị? Cái báo cáo này nó lấy dữ liệu từ tất cả chứng từ anh chị đã đối trừ rồi đó. Anh chị đã đối trừ chứng từ rồi nha, chứ không mà anh chị không đối trừ chứng từ nó xuất hiện công nợ quá hạn hoài luôn anh chị. Lưu ý giùm em điểm này, khi mà muốn khai thác báo cáo này thì tất cả chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ phải được đối trừ đầy đủ. Được đối ứng là đầy đủ, chứ không là báo cáo này nó cứ xuất hiện là nợ quá hạn không, mặc dù đã thanh toán. Báo cáo này nó lấy dữ liệu từ tuổi nợ, nó lấy dữ liệu từ chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn. Đó, lấy từ đây nè. Cô ơi. Dạ vâng ạ. Alo. Dạ. Cái hóa đơn đầu vào mà công ty nó xuất mình cái tiền chiết khấu hàng tháng là mình nhập sao cô? À, chiết khấu hàng tháng đúng không ạ? Là hàng tháng nó xuất cho mình một cái hóa đơn là nó đã chỉ chiết khấu tháng ấy đó, rồi cái bên cột để cột tiền á là chỉ là cái số tiền đó thôi, rồi em không biết nhập vô phần mềm mình nhập sao á. Nếu mà trường hợp mà chiết khấu, mà tại vì em đang thấy là chiết khấu như vậy là chiết khấu chạy theo số lượng á, có nghĩa là mình khi mà mình chạy mình mua hàng mình đạt đủ số lượng thì bên nhà cung cấp, yeah, người ta sẽ xuất cho mình một cái hóa đơn đúng không ạ? Dạ dạ dạ. Dạ rồi, ở đây mình sẽ có một trong hai cách đó chị. Cách một là chị làm cho em là quan hệ mua hàng này, quan hệ mua hàng ha, chị sẽ chọn cho em là giảm giá hàng mua để mình ghi nhận giảm giá vốn, sau đó chị thêm giảm giá hàng mua và chị chọn cho em là trên cái phần kính lúc này thì chọn là nhà cung cấp, cho mình là nhà cung cấp nào, chị bấm lấy dữ liệu thì ở đây chị sẽ có những cái chứng từ mà mình mua hàng, chị tích vào và chị bấm đồng ý, để chị sẽ xác định cho em là số lượng
của bao nhiêu mặt hàng và đơn giá giảm là bao nhiêu để nó tương ứng với cái phần chiết khấu. Là một cách là tương ứng là tổng tiền họ xuất cho mình lại là 550 ngàn thì nó sẽ làm giảm giá, đúng không ạ? Nó là làm giảm cái phần vận hàng của mình, tức nghĩa là giảm giá trị hàng nhập kho nè, tức nghĩa là giảm trừ công nợ nè, hoặc là mình thu lại tiền mặt thì mình tích là thu lại tiền mặt để bên họ thanh toán lại cho mình. Thì đây là một cách. Thì ở đây chị sẽ nhìn thấy ha, là tài khoản kho nó đang hạch toán bên có, lúc đầu nó hạch toán bên nợ và bây giờ nó hạch toán bên có, nó là giảm giá trị hàng nhập kho là một cách nha. Nhưng mà cái cách giảm giá trị hàng nhập kho nó sẽ có một cái nhược điểm gì? Có cái nhược điểm là nhiều khi nhá, mình nhập hàng vào tháng trước nhưng mà tháng này á mình mới được xuất hóa đơn chiết khấu. Thì nếu mà mình làm giảm giá trị hàng nhập kho này, có nghĩa là giá trị hàng nhập kho trong kho của mình nó không phải như ban đầu nữa và mình phải chạy lại giá xuất kho cho cái kỳ trước. Nhưng mà đó là trong trường hợp mà sếp đồng ý, hoặc là do mình chưa chạy lại giá xuất kho thì mình chưa chạy giá xuất kho kỳ trước, hoặc là mình chưa có cung cấp báo cáo cho sếp thì mình có thể sử dụng phương án này. Đối với những doanh nghiệp mà chị đã hoàn tất báo cáo kỳ trước rồi, đã lên báo cáo tài chính rồi mà chị làm cái chứng từ này thì có nghĩa là giá trị hàng mà giá vốn của hàng luôn hàng kỳ trước nó đang bị sai, thì chị sử dụng cách thứ hai. Cái cách một này nha, em nói nha, là đáp ứng cho doanh nghiệp mà mình chưa chạy kết chuyển hay là lên báo cáo tài chính của kỳ trước á, mà kỳ này có hóa đơn chiết khấu gửi về á, thì mình làm như thế này, rồi mình tính giá xuất kho, mình lập báo cáo tài chính bình thường là hệ thống vẫn ghi nhận là giảm giá vốn để phản ánh đúng cái giá vốn của hàng nhập kho của mình sau khi đã trừ chiết khấu. Còn đối với trường hợp là kỳ trước mình đã kết thúc kỳ rồi, mình đã lên báo cáo tài chính xong hết rồi, thì mình sẽ làm như sau. Mình vào phân hệ tổng hợp. Rồi, mình thực hiện cho em chứng từ nghĩa vụ khác. Rồi, ở đây mình thêm cho em một cái chứng từ nghĩa vụ khác. Rồi, mình diễn giải cho em. Rồi, được không ạ? Rồi, ngày hạch toán, ngày chứng từ. Rồi, ở đây mình thêm cho em là bên nợ, hạch toán bên nợ. Nhận không phải trả, hạch toán bên có 632. Có nghĩa là chị hình dung ban đầu là cái chi phí của mình khi kết chuyển nó năm ngoái kỳ trước á, là cái giá vốn của mình á, nó là ví dụ như em nói đơn giá một cái màn hình là 2 triệu đi, nhưng bây giờ kỳ này nó sẽ giảm cái phần giá vốn của kỳ trước lại, có nghĩa nó sẽ ghi nhận là giảm chi phí của cái kỳ này lại, hiểu không? Nói gì hạch toán vào cho em số tiền là bao nhiêu, là 20 triệu đi, ví dụ vậy. Rồi đối tượng ghi nợ nè chị, cái công nợ mình được giảm xuống nè, hoặc là mình thu tiền mặt hay gì đấy thì mình sẽ hạch toán tương ứng cho em. Đối tượng công nợ ví dụ như công ty này họ chiết khấu cho mình thì đối tượng nợ nè. Và tiếp theo chị gõ một cái dòng nữa là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Rồi, mình hạch toán cho em ha. 1331 bao nhiêu? 2 triệu đồng. Đó, rồi cũng ghi nhận đối tượng nợ luôn để nó ghi nhận công nợ giảm đi. Được không ạ? Rồi mình sang cái tab thuế. Rồi mình hạch toán cho em số tiền thuế giá trị gia tăng vào. Rồi, thuế suất bao nhiêu? Rồi, chọn cho em, gõ cho em số hóa đơn. Rồi. Nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào, có đủ điều kiện khấu trừ thuế hay không? Rồi, lưu ý giùm em nha, cái tab này nè, nó sẽ lên số cái. Còn cái tab này nó lên bảng kê nha anh chị. Đó, thì mình sẽ làm như vậy nha chị. Rồi, mình lưu lại chứng từ này cho em. Thì ngữ cảnh xảy ra cái bút toán này là khi nào? Khi mà kỳ trước chị đã lên báo cáo kết quả đồng kinh doanh hết rồi, kết chuyển hết rồi, tính giá vốn, tính giá xuất kho hết đầy đủ rồi, thì qua kỳ này mình hoàn nhập lại cái phần 632 trả về đây, đúng không chị? À, ở đây là chị Nhàn họ nói em là sau này mình muốn có một cái buổi tính giá thành ha, hướng dẫn tính giá thành ha. Dạ chắc chắn thôi chị. Thì cái phần liên quan tới giá thành thì em sẽ làm một lớp riêng vì nó liên quan đến những công ty có sản xuất thôi, hoặc là các anh chị có nhu cầu mình học về giá thành thôi. Chị Hằng hỏi là mình muốn xem lại cách hạch toán của từng bút toán chỗ nào, thông thường thì chị nên dùng cái chung đó chị. Rồi để em trả lời câu hỏi của chị Hằng, chị vào phân hệ báo cáo nè, chị chọn cho em cái nhập ký chung đó chị, tổng hợp nè, nhập ký chung đúng không ạ? Thì cái ưu điểm của nhập ký chung thì nó sẽ trải phẳng tất cả những cái nghiệp vụ phát sinh của mình luôn, các bút toán của mình trên cùng một chứng từ luôn, cho mình biết được là hạch toán bên nợ là tài khoản gì và đối ứng là tài khoản gì. Cái sổ nhật ký chung này khi em triển khai cho một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh á, các anh chị kế toán sử dụng rất là nhiều. Rồi chị Huế có hỏi em là bên mình tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối mỗi tháng thì chạy tính giá rồi cuối năm mình có phải chạy lại giá một lần nữa không? Không chị, mình chạy cho em cứ tháng nào mình chạy tháng đó, mình kết sổ tháng đó xong mình khóa sổ tháng đó rồi cứ tháng sau mình lại làm tương tự như vậy. Cuối năm mình không có chạy lại nữa chị. Để mà dữ liệu mình không có bị chạy anh chị, rồi nó không có ảnh hưởng gì dữ liệu quá khứ á, thì anh chị lưu ý là mình nên sử dụng khóa sổ kỳ kế toán cho em nha. Cũng hợp nè, nó có cái phần quy trình khóa sổ cho em.
Em mời anh chị đặt thêm câu hỏi nha. Dạ, nếu mà anh chị chưa có câu hỏi gì thì tạm thời em dừng cái buổi hướng dẫn hôm nay tại đây ha. À, em nhận được một câu hỏi của chị Nhàn, hướng dẫn lớp lấy dữ liệu nộp báo cáo thuế theo tháng hoặc là quý. Thôi tạm thời em sẽ nói qua cho các anh chị phần này nha. À, thực ra là đúng là khi mà chúng ta lập đủ chứng từ mua bán hoặc là gọi là chứng từ hóa đơn đầu vào đầu ra thì chúng ta đã có thể là lên được tờ khai đúng không? Cảm ơn chị Nga rất là nhiều. Rồi quay ngược lại cái phần mà liên quan đến là lên tờ khai thuế á, là các anh chị lưu ý nha, hồi nãy em có nói á, khi mà mình lập chứng từ mà ghi nhận mà hóa đơn đầu vào á, hay hóa đơn đầu ra á, thì cái mình quan tâm ở đây này là mình luôn luôn để ý cho em là không được lệch sổ, lệch tài khoản kế toán nha, để nó lên sổ cái á. Khi mình lập một chứng từ mua đi, ví dụ này, mình phải để ý cho em này, để mà làm sao mình để ý từ đầu thì trong quá trình chị anh chị làm cái việc mà anh chị rà soát dữ liệu á, nó sẽ rất là ít luôn. Đầu tiên nè, ví dụ như anh chị lập một cái chứng từ ghi nhận do là cái này không kèm hóa đơn đúng không? Đối với cái tờ này đi, hóa đơn nè. Này, khi anh chị lập một cái chứng từ ghi nhận đầu vào đúng không? Thì anh chị khai báo cho em đầy đủ thông tin hàng tiền và đặc biệt qua tách thuế nè. Lưu ý là luôn luôn không để trống cái thuế xuất nè. Thứ hai nữa là tài khoản thuế nè. Thứ ba là nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào nè. Những cái yếu tố này nè, nó sẽ làm cho thứ nhất là thuế xuất. Thuế xuất nè, cái thuế xuất này và cái nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào nó không lên bảng kê. Rồi, nó bị lệch sổ cái liền. Bảng kê thì không lên mà sổ cái thì lại lên tài khoản 1331 rồi phải đi dò. Đúng không ạ? Phần mềm hiện tại nó rất là thông minh là nó đã đi cho mình cảnh báo là lệch ở đâu nhưng mà có rất là nhiều anh chị đọc không hiểu cái cảnh báo luôn. Nhưng mà để mình đã không hiểu rồi thì thôi mình cố gắng ở ban đầu mình bố trí dữ liệu cho nó chuẩn game đi. Là thuế xuất nè, có. Rồi tài khoản thuế có để lên sổ cái nè. Nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào để lên bảng kê, hai phần để lên bảng kê. Đúng không ạ? Sau khi mình bố trí xong đầu vào đủ, hóa đơn đầu vào thì bao gồm như hồi nãy các anh chị có nói em á, trong cái phần hệ quỹ ngân hàng thì mình lập chứng từ, mình ghi nhận cái phần thuế luôn, trong nghiệp vụ khác mình cũng ghi nhận phần thuế, hóa đơn, số hóa đơn đầy đủ, rồi tài khoản thuế đầy đủ, rồi nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào đầy đủ, thuế xuất đầy đủ. Rồi, bây giờ mình lên lập tờ khai cho em thôi. Rồi, cái này là em nghĩ là chị đang hỏi là do là chị đang rơi vào đúng cái kỳ mình nộp báo cáo thuế của quý nè. Đúng không? Bây giờ mình chỉ còn có 7 ngày thôi. Rồi ở đây nha, mình sẽ thêm tờ khai cho em bên góc trái nè. Lập cho em là tờ khai thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Với lại là lưu ý nha các anh chị mà mình đang bằng kỳ các việc phát sinh chi lương á, thì luôn luôn lập cho em cái tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 80 ngay trên phần mềm luôn nha. Có gì mình đây là mình lưu luôn. Và sau này mình tìm kiếm dữ liệu luôn, tránh trường hợp mình đi qua HTKK để mình làm. Đối với doanh nghiệp sử dụng thông tư 78 mình không có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn á. Mình không cần phải lên minvoice lập gì hết. Hiện tại thuế cũng không yêu cầu các báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp lập mà hóa đơn theo thông tư 78. Rồi anh chị chọn cho em tờ khai quý nè. Quý mấy? Quý 3 đúng không ạ? Rồi, tờ khai lần đầu hay là tờ khai bổ sung? Rồi, chọn cho em bản ghi mua vào đầy đủ nha. Bản ghi bán ra, phụ lục 43 trong trường hợp doanh nghiệp mình có giảm thuế. Nè, lưu ý giùm em là không được bỏ qua hai cái bản ghi này nha anh chị. Tại vì sau này anh chị không biết là anh chị lập cái tờ khai này từ cái hóa đơn nào đâu. Đúng không ạ? Nên bấm đồng ý. Rồi anh chị sẽ nhìn thấy nha, là đây là bản kê bán ra. Bản kê bán ra thì nó sẽ thể hiện hóa đơn đầu ra. Rồi nó sẽ lên tờ khai. Do là anh chị biết là nó có cái điểm là do là em sai, anh chị là em lập cái tờ khai của quý 3 mà là nãy giờ thì em lập toàn chứng từ của quý 4 á. Em lập lại nha. Quý 4 mà. Với lại anh chị cố gắng mình nên dùng phần mềm anh chị. Nó sẽ đáp ứng hỗ trợ rất là nhiều cho mình. Dùng phần mềm, dùng cái bản này nè. Và cái chỉ tiêu 32 và chỉ tiêu 33 nó sẽ tương ứng với cái bảng kê này nhé. Đây. Đó, mình biết để mình đối chiếu. À, sau này này là ví dụ như thuế có hỏi cái tờ khai này lên được dữ liệu từ đâu thì ra mình còn cái bảng kê để mà mình đối chiếu á, tránh trường hợp là không có lập bảng kê kèm theo nha anh chị. Rồi, chỉ tiêu số 23 và 24 nè, là nó lưu tương ứng với cái bảng kê mua vào nè anh chị. Rồi, sau đó anh chị lưu lại thì nó sẽ có một xuất hiện cảnh báo trong trường hợp mà anh chị hạch toán bị sai, có nghĩa là trong quá trình mình làm mình thiếu gắn thuế xuất nè, rồi thiếu gắn nhóm vật tư hóa nè, rồi thiếu gắn tài khoản thuế nè, rồi quay ngược lại có một cái vấn đề này nè, em thấy anh chị rất là hay bị nè, em xóa luôn cái phụ lục này, không có giảm thuế em xóa luôn phụ lục đó nha. Đây nó sẽ có và cảnh báo bên này, tờ khai có chênh lệch với sổ cái thì cái tờ khai nó sẽ xảy ra khi nào nha. Khi mà các anh chị khai những cái hóa đơn của kỳ trước vào kỳ này á,
nó cũng chạy ra lên, nó cũng chạy lên đây, nhưng mà nếu mà đó là cái mình đang thấy nó đúng thì mình bỏ qua cái cảnh báo đó. Ví dụ còn trong trường hợp này ha, đây là em đang có là đây là nghiệp vụ kê khai trùng hóa đơn đầu vào, có hai hóa đơn trùng này cùng một công ty này, nó sẽ cảnh báo này. Đó thì cái này là do mình làm sai rồi, thì vào vào kiểm tra lại rồi coi lại số hóa đơn mình làm đúng hay sai, mình nhập sai thì mình sửa lại. Rồi tiếp theo là đây là mình sẽ có là chênh lệch giữa bảng kê thuế giá trị gia tăng và sổ cái. Thì đây là mình có là sổ cái này, là có một cái chứng từ là mua dịch vụ này 150.000, thuế thì nó không xuất hiện này, và một cái là trả lại hàng mua này và thuế nó cũng không xuất hiện này. Mình sẽ mở chứng từ này ra mình xem. Đây mình không có số hóa đơn anh chị này. Nói chung là mình làm á, thì nãy giờ em nói đó, mình sai là gì? Thứ nhất là thuế xuất mình không có, thứ hai là không có số hóa đơn, thứ ba nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào không có, bảng kê nó sẽ để trống mà. Anh chị thấy không? Thuế là gọi là bảng kê nha. Anh chị dò cái bảng dữ liệu này anh chị hiểu đây là số cái nè, là số tài khoản ấy. Rồi đây là thuế là bảng kê nè. À, mình làm sao mà trên tài khoản nó cũng lên mà trên bảng kê thuế nó cũng lên là đúng. Còn trong trường hợp nè, khi mà mình kiểm tra nha, có một số hóa đơn đầu vào đáng lẽ của kỳ trước mà kỳ này mình mới kê khai á, thì phần mềm nó cũng chạy lên cho mình luôn. Tuy nhiên nó là đúng. À, trong trường hợp là kỳ trước mình không kê khai thật, kỳ này mình kê khai thì mình bỏ qua cảnh báo. Còn cảnh báo nào mà mình nhìn thấy cảnh báo đó là sai thật của công ty mình á, thì mình phải sửa lại. Đúng không ạ? Thì trong này mình đi sửa lại mấy cái chứng từ này cho em nè. Rồi tiếp theo cái nghiệp vụ này là gì? Cái này gọi là mình chưa khấu trừ nè anh chị. Mình sẽ làm một cái nghiệp vụ khấu trừ thuế nha, khấu trừ thuế để nó đối ứng thuế đầu ra và thuế đầu vào ấy. Đó, bây giờ nè nó đang không có đối ứng cái phần thuế đầu ra và thuế đầu vào này, thì anh chị sẽ vào cho em cái phần trong này nó sẽ có cái nghiệp vụ này, thuế nè, khấu trừ thuế cho chị gia tăng, chứ không được làm chứng từ nghiệp vụ khác xong rồi gõ bên 1331 là bao nhiêu, 3331 là bao nhiêu nha anh chị. Bấm khấu trừ thuế một cái thì hệ thống nó sẽ hỏi khấu trừ thuế quý nào nè, bấm đồng ý một cái thì hệ thống nó tự động khấu trừ cho anh chị luôn, 1331 rồi 3311 luôn, 3311 cho mình luôn ha. À, câu hỏi của chị Thu Hiền. Chị Hiền ơi, Misa chỉ hỗ trợ cái những doanh thu từ phần mềm Invoice thôi nha chị. Còn tất cả các phần mềm hóa đơn điện tử khác Misa không có cho API thẳng vào phần mềm đâu chị. Nha. Đó chị, nếu mà chị sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của bên khác thì chị chịu khó là mình phải nhập khẩu, hoặc là chị phải nhập thủ công từng chứng từ. Nhập khẩu cũng được á. À, nhưng mà nó cũng mình phải xuất bản kê từ trên phần mềm khác, sau đó là mình phải qua Misa mình ghép vào, sau đó là mình nhập khẩu vào. Mình sử dụng chức năng nhập khẩu này nè. Đây, nhập khẩu chứng từ này. Nhá. Chứng từ bán, sau đó mình lấy thực mẫu này. Các chị có câu hỏi gì thêm không ạ? Cô ơi, cái hàng khuyến mãi, ví dụ như nó cộng luôn cái sản phẩm là mình nhập vô sao cô? À, nếu mà hàng khuyến mãi, ví dụ như mua 5 tặng 1, mua 10 tặng 1 á chị. Dạ, thì chị vào cái phần hệ bán hàng, đúng không? Chị bán đi hoặc là chị mua cũng vậy. Mua đúng không chị? À. Chị vào phần hệ mua này. Chị thêm cho em chứng từ mua. Rồi, bên kia người ta xuất cho mình thì chị chọn cho em mã hàng là ví dụ cái tivi này, mua bao nhiêu, nhập vào kho nào, rồi mua 50 cái, tặng mấy cái thì ở dưới này chị chọn cho em là một cái tặng, nhưng giá bằng không luôn chị. Vâng, đó chị nhập như vậy nè. Còn bán hàng ấy, nó sẽ có một cái nút là hàng khuyến mại không tốn tiền. Đây chị thiết lập cái này cho em là y chang vậy chị này, cái này tặng một này. Thì thực ra bản chất là sau này khi mà nó chia đều giá vốn á, thì nó sẽ là tổng giá trị nhập kho chia cho tổng số lượng mặt hàng đó để nó ghi nhận giá vốn. Dạ, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Thì nếu mà mình chưa có câu hỏi gì thì em xin phép dừng cái buổi hướng dẫn hôm nay tại đây. Thì nếu mà anh chị có thêm câu hỏi gì anh chị cứ chat vào Zoom vào group Zalo cho em nhé. Em xin chào các anh chị ạ. Chúc các anh chị nhiều sức khỏe. Cảm ơn em. Cô gái xinh đẹp. Cảm ơn chị rất nhiều.